chương 2440, bí cảnh đặc thù. Rất đơn giản, thiên địa không giống, quy tắc không giống. Vì mạnh mẽ, làm sao cũng phải thử một lần. Thái độ của Lăng Hàn cực kỳ kiên định, tuy thiên địa đánh vỡ quy tắc, để Long Môn Sơn sớm giáng lâm, nhưng thiên tôn tồn tại là thiên địa bất dung, không xuất hiện lỗ thủng, hẳn là không thể bước vào tầng thứ này. Được rồi, trước tiên không nói cái này, hiện nay trọng điểm là đột phá tiên phủ. Lăng Hàn đi ra ngoài hỏi thăm bí cảnh nào có thể lấy quy tắc thời gian luyện ra tiên phủ bí cảnh. Nhưng sự tình không quá thuận, muốn lấy quy tắc hệ hỏa luyện ra bí cảnh, A à Phạm Sơn, Ma Diễm Cốc đều được, muốn lấy quy tắc hệ lôi đột phá, thì có thể đi thiên lôi hồ, cuồng vân đàm. Nhưng thời gian vốn là quy tắc mạnh mẽ nhất thế gian, ở trước tiên vương có thể coi vô địch, bí cảnh như vậy không phải vấn đề ít, mà là căn bản không tồn tại. Thật đần độn, nếu ta nói muốn lấy quy tắc thời gian luyện thành bí cảnh, vậy ta tự nhiên biết nơi này, ngươi lại không tới hỏi ta, thực sự là đủ ngốc. Ở Lăng Hàn nhiều lần điều tra không có kết quả, tiểu tháp đột nhiên mở miệng. Lăng Hàn không khỏi nói, ngươi nói cho ta biết trước một tiếng sẽ chết sao. Hơn nữa, nếu ngươi nói muốn ta lấy quy tắc thời gian đột phá, tại sao không nói địa phương cho ta luôn. Vậy còn có lạc thú gì, đúng hay không? Tiểu tháp rất vô liêm sỉ nói, được rồi, ta không chấp nhận với ngươi, hiện tại nói cho ta, cái bí cảnh kia ở đâu? Lăng Hàn hỏi, dưới tình huống bình thường, người cả đời cũng không thể tìm được tiểu tháp nói thời gian là quy tắc thần bí nhất thiên địa không cho phép bất luận người nào đụng vào chỉ có tiên dược mới có thể rút ra được loại quy tắc này cho người dùng tìm hiểu vậy làm sao mới có thể đi vào tình huống không bình thường lang hàn cười nói ngươi cần luyện chế một loại đan dược để linh hồn của ngươi có thể xuyên qua năm tháng mới có thể đi vào trong bí cảnh kia tiểu tháp nói lang hàn kỳ quái nói đi vào chỉ là thần hồn của ta nhưng ta là muốn ở trong người luyện ra bí cảnh, cái này hữu dụng không? Phí lời, tiểu tháp diễu cợt, một bộ xem thường người, người cần chỉ là quy tắc, mà quy tắc vô hình, cùng cơ thể ngươi lại có quan hệ gì? Như vậy cũng có thể, vậy đan dược gì đây? Lăng Hàn hỏi, người còn chưa có tư cách luyện chế, bởi vì kia cần 8 lần luyện linh. Tiểu tháp nói, bát luyện, cửu luyện chính là cực hạn của luyện linh, chỉ có ngũ tinh đại sư mới có thể đạt đến, đan dược này lại muốn bát luyện mới có thể được, có thể nói cực cao hiện tại ta là thất luyện, khoảng cách bát luyện, lại cần bao lâu đây? Lăng Hàn cũng không thể khẳng định, tử thành đại sư cũng coi như là đan đạo kỳ tài, nhưng mấy tỷ năm qua cũng không thể đạt đến bát luyện. Vậy trước tiên xung kích bát luyện, Lăng Hàn tiến vào hắc tháp, bắt đầu luyện đan, ngược lại hiện tại luyện ra đan dược đều có nguồn tiêu thụ, vừa vặn đổi lấy dược liệu mới tiến hành luyện chế, hình thành một tuần hoàn tốt. Không thể không nói, Liễu Tuấn có thể được Thánh Nguyên Học Viện Thu làm đệ tử, thực lực đan đạo của hắn xác thực rất mạnh. Chỉ ít ở trên luyện chế đan dược tam tinh, tỷ lệ thành công của hắn cao tới 5 phần 10, cái này vẫn là ở trên cơ sở tứ luyện, cực kỳ kinh người. Có điều, hắn lại bị Lăng Hàn mắng. Quá ngu, chỉ có 5 phần 10 tỷ lệ thành công, người cái phá ra chi tử này. Lăng Hàn không nhịn được lại đạp hắn hai cước, Thủy Nguyệt Đan là luyện như thế. Liễu Tuấn đương nhiên không phục, hắn xác thực đánh không lại Lăng Hàn, nhưng nói đến luyện đan, Lăng Hàn là thúc ngựa cũng không phải đối thủ của hắn lại dám nói hắn 5 phần 10 tỷ lệ thành công còn thấp. Kháo, nếu như cái này vẫn tính phá sản, vậy còn có cái gì là không phá sản? 5 phần 10 tỷ lệ thành công, lại thêm tứ luyện, điều này có ý vị gì? Tiền một phần vật liệu, hắn có thể kiếm lời ra 30 lần lợi nhuận. Nhưng nhìn lăng hàn thuần thuộc nhóm lửa mở lô, Liễu Tuấn lập tức sửng sốt. Tên sát tinh này cũng là một tên đan sư, đệt, hắn càng xem càng khiếp sợ, bởi vì lăng hàn lại còn đang luyện chế thủy nguyệt đan, đây chính là đan dược cấp bậc tam tinh. Thủ pháp này, quá thông thạo, quá tinh diệu, để hắn cũng không nhịn được muốn học theo. Trong lúc vô tình, Lăng Hàn vỗ lò luyện đan một cái, đã thành đan. Lúc này Liễu Tuấn mới chợt hiểu, nguyên lai like mình nhìn chằm chằm Lăng Hàn luyện đan, trong lúc vô tình đã qua ba tháng. Hắn phải chăm chú cỡ nào, mới sẽ quên thời gian trôi qua lâu như vậy. Cấp bậc hoàn mỹ, hắn cũng đã quên có thể bị Lăng Hàn đánh hay không, chạy tới xem đan dược vừa luyện chế ra, sau đó lại khiếp sợ dùng ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm lăng hàn người quá trâu đi lăng hàn cho hắn một gước đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay hắn lại bắt đầu luyện linh nhất luyện nhị luyện tam luyện thất luyện con mắt của liễu tuấn trợn lên tròn trịa tình cảnh này thực sự là quá có lực sung kích thất luyện lại có thể thất luyện hắn biết lăng hàn là đan sư tam tinh đã chấn kinh đến tê cả ra đầu nhưng lăng hàn lại còn có thể thất luyện điều này có ý vị gì người ta chính là tứ tinh đại sư ka Liễu Tuấn suýt chút nữa quỳ xuống, cho dù Lăng Hàn còn muốn yêu nghiệt hơn kỷ vô danh gấp một vạn lần, vậy Liễu Tuấn nhiều nhất chỉ chắp tay nói một tiếng châu bò. Hết rồi, sẽ không có đoạn sau, nhưng hiện tại hắn lại muốn quỷ bái Lăng Hàn, kính như thiên thần. Quá châu, lại có thiên tài đan đạo như vậy, nghiền ép hắn đâu chỉ một con đường, có thể làm sư phụ của hắn rồi. Hắn là thiên tài đan đạo, bởi vậy cũng chỉ có thiên tài đan đạo càng mạnh hơn mới có thể chấn phục hắn. Hàn, Hàn thiếu, hắn ngước nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Thiếu gì mà thiếu, nhanh luyện đan cho ta, ở lúc ta xông lên bát luyện, người vẫn chưa thể tăng xác suất thành công lên tới 6 phần 10, ta liền đánh người thoải mái. Lăng Hàn trừng mắt, ta nhất định nỗ lực, Liễu Tuấn vỗ bộ ngực nói, kinh ý trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Bát luyện, hắn mới tứ luyện mà thôi, Lăng Hàn cũng đã bắt đầu xung kích bát luyện, mà bát luyện tiến thêm một bước nữa vậy thì ý nghĩa Lăng Hàn muốn bước vào ngũ tinh đại đan sư. Coi như là ở Tây Tiên Vực, ngũ tinh đại đan sư cũng không có mấy cái. chương 2441, Thiên Thu Nhất Mộng Đan Hắn nhất thời cực kỳ có động lực, thậm chí có ý nghĩ muốn đi theo lăng hàn, thiên tài như vậy thực quá hiếm thấy, nếu hắn có thể theo, không chỉ mặt mũi sáng sủa, hơn nữa có thể được ích lợi vô số. Lăng hàn không có để ở trong lòng, hắn cũng đi qua một bên, bắt đầu luyện linh. Luyện linh cùng đẳng cấp đan dược không quan hệ, bởi vậy Lăng Hàn tuyển dụng đều là đan dược nhất tinh, sau đó tiến hành luyện linh. Có thể đoán trước, bắt luyện sẽ thất bại thất bại thất bại nữa, đan dược khẳng định sẽ lãng phí vô số, bởi vậy cầm đan dược đẳng cấp cao đến luyện linh không phải lãng phí rất lớn sao? Lăng Hàn ở trong hắc tháp bắt đầu phấn đấu, tình cờ cũng đi ra một chuyến, giao đan dược liễu tuấn luyện ra cho đám người nữ hoàng, để các nàng cầm đi hiệu thuốc tiến hành tiêu thụ, đổi lấy một ít tiền tài. Kỳ thực cái này không đủ hắn tiêu xài, bởi vì tốc độ luyện linh của hắn quá nhanh, cho dù lãng phí đều là đan dược nhất tinh, cũng không chịu nổi tốc độ như vậy có thể tưởng tượng, ngay cả tứ tinh đại sư, cao thủ thất luyện như hắn cũng tiêu hao to lớn như thế, muốn thành tựu bát luyện, thậm chí ngũ tinh đại đan sư sẽ khó khăn thế nào. Có lúc không phải tiên phú không đủ, mà là trong túi ngượng ngùng, ngay cả thế lực tiên vương cũng không chịu nổi bại sản như vậy. Cũng còn tốt, hắn trước tóm lấy hết thảy gia sản của Liễu Tuấn, lại thêm mình cũng có không ít tích chữ, miễn cưỡng còn có thể duy trì hắn tiêu xài. Thực không đủ tiền, hắn sẽ luyện chế một ít đan dược tứ tinh, hóa giải một chút áp lực thời gian như bay, chớp mắt một cái ngoại giới đã qua 10 năm. Liễu Tuấn ở dưới lăng hàn chỉ điểm đã thành công bước vào ngũ luyện, cũng thuận lợi trở thành tứ tinh đại sư. Lấy thời gian hắc tháp để tính, cái này đã qua một triệu năm, qua kỳ hạn bán mình lâu rồi, nhưng con hàng này ăn được ngon ngọt, lại không đề cập sự tình muốn rời khỏi chút nào, chỉ yên lặng luyện đan. Hắn xem như nhìn ra rồi, lăng hàn căn bản không có ý nghĩ mang kỹ tự chân, chỉ cần hắn chăm chú luyện đan, đối phương sẽ chỉ điểm hắn, ngược lại không phải lăng hàn yêu tài, mà là ái tài, muốn kiếm nhiều mà thôi. Chuyện này, Liễu Tuấn không hề dị nghị, hắn cũng muốn thay lăng hàn kiếm lời nhiều một chút, bởi vì chuyện này ý nghĩa thực lực đan đạo của hắn còn có thể đi lên. Mà một triệu năm sau, lăng hàn cũng rốt cuộc tìm thấy cánh cửa bắt luyện. Thực sự là khó a, à, qua một triệu năm, ta mới chỉ tìm thấy ngưỡng cửa. Lăng hàn cực kỳ cảm khái, lời này nếu để cho tử thành đại sư nghe được, hắn tuyệt đối sẽ đánh mặt của lăng hàn phải biết thử thành đại sư sống bao nhiêu năm, lại ở thất luyện dừng lại bao lâu, là mấy cái một triệu năm. Mấy trăm triệu năm còn chưa hết, nhưng vẫn không có chút đột phá, người một triệu năm còn chê dài. Lại nói, cái này vẫn là thời gian ở trong hắc tháp, ngoại giới vẻn vẹn mới qua 10 năm. 10 năm, ta chắc chắn ở trong 10 lần nữa thành công, hai mắt lăng hàn phát sáng, hoàn toàn tự tin, hắn tiếp tục luyện đan, một lần, hai lần, ba lần. Đến lần thứ bảy, đan dược trong tay hắn không có bể mất, mà xuất hiện đường nét màu vàng thứ 8. Bát luyện, thành công, lăng hàn đầu tiên là sướng sờ, sau đó cười to, 1 triệu 5A, à, đây là thời gian dài cỡ nào. Hắn không có dừng lại, mà tiếp tục luyện linh, kiên cố thực lực của hắn. Mới đầu, tỷ lệ thành công tự nhiên rất thấp, chưa tới 1 thành, nhưng rất nhanh tăng lên tới 2 phần 10, 3 phần 10, 5 phần 10, 7 phần 10, 9 phần 10, nhưng trước sau không cách nào đạt đến tỷ lệ hoàn mỹ. Phảng phất như trong thiên địa có một luồng lực lượng thần bí khống chế, không cho hắn nghịch thiên như thế. Nguyệt có tròn có khuyết, thế sự cũng không thể quá hoàn mỹ, là cái đạo lý này sao?" Lăng Hàn lẩm bẩm nói, "9 phần 10 cũng được rồi, Tiểu Tháp, phương pháp phối chế đan dược kia là gì?" Lăng Hàn hỏi, "Cũng còn tốt, Tiểu Tháp biết đan phương này, nếu không lại muốn hắn đi di tích cổ nào thử vận may, Lăng Hàn nhất định sẽ phát điên." Hắn bắt đầu luyện đan, đây là đan dược tứ tinh, luyện chế cực kỳ phức tạp ngay cả Lăng Hàn ở mới đầu cũng có chút lờ mờ, thất bại chỉ ít mười mấy lần, hắn mới rốt cuộc tìm được đầu mối, có kinh nghiệm, chậm rãi đi tới. Mấy ngàn năm trôi qua, Lăng Hàn cuối cùng thành công luyện ra lò đan dược thứ nhất. Đây là thiên thu nhất mộng đan, chỉ là chưa từng có gặp qua ở trong đan phổ. Lăng Hàn tự lẩm bẩm, trong lòng bàn tay nâng một viên đan dược tỏa ra ánh sáng lung linh, diễn hóa năm tháng thương tang. Nhất định phải đạt đến phẩm chất hoàn mỹ, lại thêm tám lần luyện linh, mới có thể mở ra hành lang thời gian, đưa linh hồn của ngươi tiến vào điểm giao hòa của quá khứ, hiện tại, tương lai, kia chính là thời gian bí cảnh. Tiểu tháp nói, lăng hàn gật đầu, tiếp tục luyện đan, cũng còn tốt, hắn không chỉ là tứ tinh đại sư, hơn nữa còn là đan đạo đế vương, sau một lần thành công thì sẽ không thất bại nữa, sau mỗi lần thành đan, phẩm chất của đan dược đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Một ngàn năm trôi qua, hắn luyện chế ra thiên thu nhất mộng đan rốt cuộc đạt đến hoàn mỹ. Hắn bắt đầu luyện linh, này liền dễ làm hơn nhiều, tỷ lệ thành công cao tới 9 phần 10, để hắn chỉ thất bại một lần liền luyện chế ra 5 viên thiên thu nhất mộng đan. Một viên cho chính hắn, một viên cho nữ hoàng, một viên cho hổ nữ, một viên cho vũ hoàng, một viên cuối cùng là cho nhu yêu nữ, nàng cũng sắp đột phá tiên phủ. Nếu như có thể thu ra 11 bí cảnh, nhu yêu nữ không nói bước vào cấp bậc đế giả, nhưng tuyệt đối có thể rút ngắn tranh lệch cùng đế giả. Vừa vặn, Vũ Hoàng cũng tu phân hồn cảnh đến viên mãn, có thể đột phá tiên phủ năm người đều tiến vào hắc tháp, muốn đột phá tiên phủ cảnh, tự nhiên là ở trong hắc tháp an toàn nhất, nếu không thì, cho dù bọn họ ở trong động phủ cũng có thể sẽ bị người nổ nát, có một lần tao ngộ, lăng hàn đương nhiên sẽ không mạo hiểm nữa. Nói đến hồng hoang, năm người đều cực kỳ tức giận, kìm nén một hơi, chờ đột phá tiên phủ nhất định sẽ treo đánh tên khốn kiếp này. Năm người đồng thời lấy ra thiên thu nhất mộng đan, sau đó ăn vào. Chỉ một chút thời gian, dược lực liền phát tác, đây chính là đan dược tứ tinh, Lực lượng to lớn, thần hồn của năm người không tốn sức chút nào mà từ thức hải lao ra, sau đó nhẹ nhàng chấn động, bắt đầu gia tăng tốc độ. Chương 2442, thời gian trường hà. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, xèo, hắc tháp hơi mở ra, thần hồn của bọn họ đều bay ra ngoài. Ở trong không gian của hắc tháp, bọn họ không thể xuyên qua thời gian trường hà. Ồ, khi thần hồn của bọn họ xuất hiện, trong học viện lập tức có mấy vị đại nhân vật phát ra âm thanh kinh ngạc. Thời gian trường hà bị kinh động. Thời gian là lực lượng thần bí nhất, năm tháng không đảo ngược, coi như nhân vật mạnh mẽ nhất cũng sẽ không dám đi tìm hiểu thời gian, ý đồ nghịch chuyển quá khứ, ảnh hưởng hiện tại, dao động tương lai. Hiện tại, mấy vị đại nhân vật phát hiện có người lại tiến vào thời gian Trường Hà, còn đi ngược dòng. Bọn họ đều khiếp sợ, sau đó triển khai thần mục, tiến hành tìm tòi ở trong thời gian Trường Hà. Hóa ra là thần hồn tiến vào thời gian Trường Hà, hiệu lực của Thiên Thu Nhất Mộng Đan, không thể thay đổi quá khứ ảnh hưởng hiện tại cùng tương lai. Có điều, thiên thu nhất mộng đan lại tái hiện hậu thế. Đây là phương pháp cấm kỵ, trời cao không đồng ý xuất hiện, sẽ bị trời đố kỵ, đã sớm thất truyền. Năm người này, là đạt được thiên địa khí vận sao, mấy vị đại nhân vật dùng thần niệm giao lưu một hồi, đều dồn dập thu hồi ánh mắt, cho dù bọn họ đều là tiên vương tầng 9 cũng không thể nghịch thời gian trường hà mà đi, đây là thiên địa cấm kỵ, bọn họ không cách nào làm được. Năm người lăng hàn đi ngược chiều ở trong thời gian trường hà, bọn họ nhìn thấy vũ trụ diễn hóa, nhưng nhìn không rõ ràng, hết thảy đều quá nhanh. Nhưng tốc độ của bọn họ còn tăng lên, càng lúc càng nhanh, để bọn họ căn bản không nhìn thấy bất luận hình ảnh gì, chỉ có thời gian không ngừng rút lui. Khi tốc độ của bọn họ đạt đến mức cực hạn thì, quá khứ, hiện tại, tương lai đều mất đi ý nghĩa, tốc độ cũng mất đi ý nghĩa. Vù, bọn họ đột nhiên từ trạng thái cực động tiến vào tuyệt đối bất động, bốn phía tất cả trở nên kỳ quái lạ lùng, sắc thái ban lan, nhưng căn bản không thể hình dung đây chính là thời gian bí cảnh sao lăng hàn dựa theo tiểu tháp từng nói bắt đầu cất bước đi đến hiện tại hắn chỉ là một đạo thần hồn hoàn toàn không tồn tại hình thể đáng nói có thể diễn hóa thành dáng dấp tùy ý có điều hắn vẫn biến thành mình không chỉ hắn nữ hoàng nhu yêu nữ vũ hoàng cũng hóa ra dáng dấp của mình chỉ như trùng sáng có một loại cảm giác mông lung hổ nữ liền không giống nàng một hồi biến thành bạch phân bồng bềnh một hồi biến thành heo a à, chó a à một hồi lại biến thành dáng dấp của Lăng Hàn, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Bọn họ mở miệng nói chuyện, trực tiếp thành thần thức truyền âm, bất luận cách nhau bao xa cũng có thể trong nháy mắt truyền ý niệm tới người khác. Tiếp tục tiến lên, Lăng Hàn nói, bọn họ đi, chỉ một hồi, phía trước xuất hiện một con sông lớn chạy trồm. Nước sông cực kỳ quái lạ, lại có mặt trời mặt trăng ngôi sao chìm nổi, năm tháng biến thiên lưu động. Thời gian trường hà, bọn họ đều khiếp sợ. Thời gian trường hà nguyên bản chỉ là một loại tỷ dụ, nhưng không nghĩ tới thật sự có tồn tại như vậy bày ra ở trước mặt bọn họ không nên đụng vào lang hàn cảnh cáo nói năm tháng không đảo ngược mặc dù chúng ta là thân thể thần hồn không thể nhiễu loạn năm tháng nhưng chỉ cần đụng chạm một chút chúng ta sẽ bị năm tháng đồng hóa vĩnh viễn không thể quay lại thân thể lần nữa đây là tiểu tháp nói cực kỳ thận trọng bốn người vũ hoàng đều gật đầu ngay cả hổ nữu vi bất đắc dĩ nhưng vẫn bĩu môi biểu thị đồng ý bọn họ ngược thời gian trường hà mà lên ở trong sông, bọn họ nhìn thấy chuyện đã xảy ra ở vô tận 5 tháng trước. Có điều, đại bộ phận sự tình bọn họ đều xem không hiểu, hình ảnh quá mức vụn vặt, hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ta muốn biết duyên sinh thiên tôn là vì sao chết, còn có, tám kỷ nguyên trước, hắc ám chi chiều bạo phát. Thời gian trường hà là dựa theo thời gian xếp thứ tự, càng tiếp cận đầu nguồn, vậy chuyện đã xảy ra liền càng xa xôi. Năm người tìm hiểu năm tháng, oanh, trong chớp mắt, một làn sóng nước bắn lên, đánh về phía năm người. Tránh ra, Lăng Hàn vội vã ra tay, đồng thời nắm ba nữ lên, nhanh lui về phía sau, Vũ Hoàng phản ứng cũng không chậm, hầu như sánh vai với Lăng Hàn. Nếu như bị nước sông vỗ chúng, vậy nháy mắt chính là vạn cổ, sẽ bị lạc ở trong thời gian vĩnh hằng. Đây là lực lượng thần bí nhất, vĩ đại nhất trong thiên địa. Năm tháng có thể tìm hiểu, nhưng tuyệt không thể đụng vào, ảnh hưởng hiện tại, thay đổi tương lai. Một kỷ nguyên, hai kỷ nguyên, ba kỷ nguyên, bọn họ đi không biết bao lâu, ở chỗ này qua lại thời gian, bản thân thời gian là không có ý nghĩa, nơi này không có quá khứ và tương lai, chỉ có hiện tại, bất luận bọn người lang hàn đi tới chỗ nào, vậy trong đó chính là hiện tại. Tám kỷ nguyên trước, bọn họ rốt cuộc đi tới một tiết điểm then chốt, nhưng bọn họ lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Một đoạn thời gian trường hà này lại hoàn toàn thấy không rõ lắm, thật giống như nước bị quấy đục. Tại sao không nhìn thấy? Hồ nữu Kỳ quái hỏi, lẽ nào quá lịch sử này quá trọng đại, thiên địa cũng không cho phép quan sát. Lăng Hàn suy đoán nói, liên lụy tới Thiên Tôn, cái này tự nhiên trọng đại. Đi thôi, có thể phía trước sẽ nhìn thấy càng nhiều manh mối. Bọn họ tiếp tục tiến lên, dọc theo thời gian trường hà mà lên. Trong thời gian trường hà, bọn họ nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật vang danh thiên hạ, tỷ như Cửu Đăng của Phật, tỷ như Ngự Hư Tiên Vương, để Lăng Hàn đối với những đại nhân vật này rốt cuộc có thêm một bước hiểu rõ. Cứ như vậy không ngừng tìm hiểu, nhưng thời gian trường hà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đoạn vẩy đục chôn sâu một ít sự kiện lớn. 10 kỷ nguyên, 50 kỷ nguyên, 100 kỷ nguyên. Tiên vực cổ xưa đến khiến người ta giận sôi, đi qua 100 kỷ nguyên còn chưa tới đầu, còn có thời gian trường hà đang lao nhanh. Nhưng mà, thời gian đứt gãy cũng khắp nơi đều có, che giấu không biết bao nhiêu chân tướng. 140 kỷ nguyên, bọn họ rốt cục đi tới phần cuối của thời gian trường hà, phía trước xuất hiện một bình nguyên, có từng cây cỏ xanh, nhưng cẩn thận xem, những cỏ xanh này héo tàn rất nhanh, có hạt cỏ rơi xuống, rất nhanh thì có cỏ mới mọc ra, khỏe mạnh trưởng thành, tuần hoàn quá trình này. Lăng Hàn đầu tiên là không để ý, sau đó liền chấn kinh rồi. Những cỏ xanh này, rõ ràng đều là tiên dược, tiên dược có thể sống bao nhiêu năm, chương 2443, thiên tôn ra tay. Tiên vương đại dược, một kỷ nguyên cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng ở đây, mắt trần có thể thấy, những tiên dược này từ sinh ra đến mục nát chỉ mấy tức thời gian đây là tốc độ thời gian trôi qua đáng sợ giường nào chúng ta đi vào có thể trong nháy mắt lão hủ hay không nữ hoàng cũng nhìn ra rồi mở miệng nói trong lòng kiêng kỵ không biết lang hàn lắc đầu chúng ta ăn thiên thu nhất mộng đan trong lúc dược lực kéo dài chúng ta liền không thể có việc bọn họ đi tới lướt qua dòng sông thời gian tiến vào vùng bình nguyên kia quả nhiên bọn họ được một luồng lực lượng thần bí bảo vệ không có bị lực lượng thời gian mục nát thảo nguyên lớn kinh người bọn họ đi đi yên lặng tính toán thời gian nhưng qua hơn trăm năm thảo nguyên vẫn là thảo nguyên quay đầu lại nhìn biên giới thảo nguyên vẫn ở sau lưng bọn họ nói cách khác bọn họ đi hơn trăm năm trên thực tế hầu như không có đi tới mảy may nơi này thời gian hỗn loạn có thứ tự không thứ tự cùng tồn tại vù một luồng lực lượng đáng sợ cuốn qua năm người lang hàn đồng thời bay lên một luồng hàn ý mãnh liệt phảng phất như tiến vào trong hầm băng ngay cả linh hồn cũng trong nháy mắt băng phong giữa bầu trời hiện ra một con mắt, quỷ dị chính là, đây là một con mắt nằm dọc, tròng trắng mắt màu vàng, con người màu bạc, có phù văn không cách nào hình dung lấp lóe, tựa hồ đang giải thích bí mật thời gian. Con mặt dọc này đảo qua năm người lăng hàn, vù, một thanh tiên kiếm từ trong mắt bắn ra, phóng ra hàn quang vô tận, chém về phía năm người lăng hàn. Ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không thể ra tay ở trong thời gian trường hà, cái này sẽ nghịch chuyển kim cổ, thay đổi tương lai chỉ có thiên tôn mới có thể không bị quy tắc ảnh hưởng, tùy ý làm bậy. T, cái này là một vị thiên tôn đang ra tay. Trời, một vị thiên tôn ra tay, đừng nói bọn người lăng hàn chỉ là phân hồn nho nhỏ, ngay cả tiên vương tầng 9 thì đã làm sao, chống đỡ được sao? Làm sao bây giờ, chờ chết, ở trong vùng bình nguyên này, thời gian chảy cực kỳ quỷ dị, khả năng nhanh đến mức kinh người, cũng khả năng chậm thái quá, cho dù là thiên tôn cũng phải chịu ảnh hưởng. Thanh tiên kiếm này chém đến, nhìn như nhanh kinh người, nhưng vẫn không thể nào chém xuống trong quá trình này phú văn trên tiên kiếm ảm diệt tựa hồ trải qua vô số năm tháng muốn tiêu vong ở trong thời gian lăng hàn nhất thời ngộ ra vị thiên tôn này cùng bọn họ không phải một thời đại nguyên bản là vĩnh viễn không thể gặp gỡ nhưng ai bảo bọn họ tiến vào thời gian bí cảnh mới để song phương tao ngộ không đợi tiên kiếm chém tới liền tự mình biến mất đây là không thể ngang hàng lực lượng của tháng năm năm người lăng hàn đều ngơ ngác một đạo công kích đánh ra nhưng năm tháng nghịch loạn lâu như vậy mới bị tiêu vong, đây là lực lượng vĩ đại cỡ nào. Thiên tôn, vượt qua quy tắc, quả nhiên không phải nói xuông. Nếu không phải thiên tôn không thể vượt qua thiên địa, vậy uy lực của đòn đánh này sẽ càng mạnh mẽ hơn, có thể không nhìn năm tháng thời gian, tuyệt sát bọn họ. Chỉ là vì sao tên thiên tôn này muốn ra tay với bọn họ. Giữa bầu trời, độc nhãn kia hơi ngưng lại, trong tròng trắng mắt màu bạc xuất hiện một vết máu, nhưng chảy ra dòng máu màu bạc. Cho dù là thiên tôn, có thể nghịch loạn năm tháng ra tay, nhưng trung quy vẫn sẽ bị thiên địa trừng phạt. Có chút quy tắc, ngay cả thiên tôn cũng không thể vượt qua, nếu không vẫn sẽ bị phản phệ. Chỉ là thiên tôn thực quá mạnh mẽ, ngay cả thiên địa cũng không làm gì được, bằng không đổi một người, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng biến thành cho bụi. Ta ở hạ du của thời gian trường hà nhìn thấy thân hình mơ hồ của các ngươi, lưu các ngươi không được. Mặt dọc kia truyền ra ý niệm mơ hồ, thực sự là cách nhau quá xa xưa, âm thanh mơ hồ không rõ. Hẳn là vị thiên tôn này ở trong một thời khắc nào đó của lịch sử vừa vận tiến vào thời gian trường hà, thấy năm người lăng hàn đi ngang qua, sau đó hắn triển khai đại thần thông, nhìn thấy một góc tương lai của năm người lăng hàn, cho rằng bọn họ có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai mình, bởi vậy không tiếc nghịch loạn năm tháng, lấy cổ giết kim, coi như bị thiên địa phản phệ cũng không tiếc. Lăng hàn cười ha ha, chuyện này ý nghĩa là trong năm người bọn họ nhất định có người thành tựu thiên tôn, lúc này mới có thể để một vị thiên tôn kiêng kỵ, nếu không thì. Coi như bọn họ thành tiên vương tầng 9 thì đã làm sao, căn bản không đáng nhắc tới. Có điều là, tên thiên tôn này cũng thật hẹp hòi, lẽ nào không thể chứa người ngang hàng sao? Còn có, nếu tên thiên tôn trong lịch sử này phát hiện 5 người bọn họ uy hiếp, nhưng tại sao ở trong thời gian chảy hiện thực, hắn không có ra tay? Lẽ nào hắn đã sớm chết? Không thể, nếu như hắn đã chết, thì không nên coi 5 người là uy hiếp. Lẽ nào, tên thiên tôn này nghịch loạn 5 tháng ra tay, bị thiên địa phản phệ? sau khi rời đi liền không cách nào bảo lưu ký ức này nếu không thì liền không thể giải thích được năm tháng cách xa nhau thì đã làm sao nhân quả phản phệ thì đã làm sao bản tôn muốn giết người ngay cả trời cũng không thể ngăn trở mắt dọc tỏa ra thần niệm oanh hắn bùng nổ ra khí thế càng mạnh mẽ phảng phất như thiên địa cũng phải nằm dạp ở trước mặt hắn vù trong mắt dọc lần thứ hai đánh ra một móng vuốt đen kịt như mực tóm về phía nam người lăng hàn trên móng vuốt quấn quanh phù văn vô tận một chảo ra ngay cả mảnh bí cảnh không tồn tại ở trong thiên địa này cũng run run muốn vỡ. So với tiên kiếm trước đó, uy lực của đòn đánh này nhất thời tăng vọt gấp trăm lần. Oanh, hắn chảo bắn lại, tốc độ thật nhanh, ngay cả năm tháng vô tận cũng không thể ngăn cản nó phát uy. Năm người Lăng Hàn muốn chạy, nhưng mặc cho dưới chân của bọn họ tung bay làm sao, cũng không nhúc nhích, ở trong vùng thế giới này, thời gian chảy cực quỷ dị kỳ. Lẽ nào, phải chết ở chỗ này? Trong lòng Lăng Hàn lạnh lẽo đừng nói hiện tại bọn họ chỉ là trạng thái thần hồn dù có thân thể có thể trốn vào trong hắc tháp thì đã làm sao thiên tôn ra tay tam giới tháp cũng chỉ có đường trốn đối kháng tất hủy nhưng thật không có một chút xíu biện pháp sao soạt đúng lúc này chỉ thấy một đạo hắc quang xẹt qua đánh vào móng vuốt miễn cưỡng đẩy lùi đây là người nào đang ra tay lại chặn được công kích của thiên tôn mắt dọc hơi nháy nhìn về phía sau bọn người lăng hàn theo thời gian trường hà đi xuống đạo hắc quang kia chính là từ chỗ hạ du đánh tới. chương 2444, quyết định trọng đại thượng. Hóa ra là ngươi, mắt dọc cười gần, ta ở trong thời gian trường hà gặp qua ngươi, ở vô tận năm tháng sau đó, ngươi đã không còn tồn tại nữa. Năm người lăng hàn đều nghe mà tê cả ra đầu, có thể nghịch loạn năm tháng ra tay, vậy tất nhiên là thiên tôn, nhưng thiên tôn rảnh như vậy sao? Lăng hàn đột nhiên hiểu được, vị thiên tôn nào sẽ vào lúc này ra tay, lại sẽ biến mất ở trong lịch sử, duyên sinh thiên tôn, sư phụ hắn xưa nay chưa từng gặp mặt. Năm người đều nhìn về hạ du của thời gian trường hà, chỉ thấy một bóng người dẫm nước sông nhanh chân đi lại, trên đầu lơ lửng một tòa tháp màu đen, thỉnh thoảng có một vệt kim quang dâng lên, tỏa ra khí tức chân áp chư thiên, giật động vạn cổ. Tam giới tháp, lăng hàn tự nhiên nhận ra, trong lòng hoàn toàn khẳng định, đây chính là duyên sinh thiên tôn. Duyên sinh thiên tôn ở thời gian không giống tiến vào nơi này, phát hiện lăng hàn, cũng phát hiện hắn chính là đồ đệ tương lai của mình, nên ở thời điểm hắn gặp phải nguy hiểm quả đoán ra tay. Hóa ra, tên tiểu tử này là đồ đệ cách thế của ngươi. Mắt dọc liếc nhìn phía xa của thời gian trường hà, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Cũng thật không thể coi thường nhất mạch các ngươi, thậm chí lại ra hai tên thiên tôn. Có điều, tương lai không phải bất biến, chỉ cần hôm nay ta chém giết hắn, như vậy tương lai sẽ thay đổi. Ngươi thử một chút xem, xuyên sinh thiên tôn đã đi tới phần cuối của thời gian trường hà, đứng trước lăng hàn, thân hình cao lớn che năm người lăng hàn ở phía sau. Hắn ngạo nhiên nhìn bầu trời, cửu ngũ thiên tôn, có dám chiến một trận không, xem ta không chém ngươi xuống, để ngươi trở thành lịch sử. Khí phách, đối mặt thiên tôn cũng tự tin như thế. Lăng hàn hơi ló đầu ra, đánh giá duyên sinh thiên tôn một hồi. Đây là một nam tử vô cùng anh Tuấn, thân hình cao lớn, tóc đen mà lại dày đặc, từng chiếc thật giống như Mỹ Ngọc Điêu khắc thành, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, mà mặt của hắn cũng như Ngọc Thạch, đường nét rõ ràng, da rẻ bóng loáng. Kinh người nhất đương nhiên là khí thế của hắn, ngoài ta còn ai, độc bá thiên hạ. Mắt dọc nhìn chằm chằm duyên sinh thiên tôn, không khỏi cười gần. Ngươi đã là một người chết, ta hà tất liều lĩnh trọng thương nguy hiểm khai chiến với ngươi. Hơn nữa, vạn nhất hỗn loạn thời gian nói không chắc sẽ thay đổi lịch sử, ngươi liền có thể thu được một chút hy vọng sống. Ha ha, ngươi cho rằng bản tôn sẽ ngốc như vậy. Nhát như chuột, duyên sinh thiên tôn chỉ lạnh lùng trào phúng một câu mắt dọc không khỏi hơi nhíu nói có điều ngươi nói không sai bản tôn muốn giết mấy tiểu bối này tương lai của bọn họ tràn ngập sương mù ngay cả bản tôn cũng nhìn không rõ ràng không diệt trừ đi trong lòng bản tôn bất an hắn không có hứng thú chiến đấu với duyên sinh thiên tôn nhưng muốn đánh giết năm người lăng hàn khó sao không khó một chút nào thiên tôn muốn giết người ngay cả một tên thiên tôn khác cũng rất khó bảo vệ duyên sinh thiên tôn cười ha ha cửu ngũ người thành tiểu thiên tôn bao nhiêu kỷ nguyên lại còn sợ mấy tiểu bối. Hừ, vậy thì như thế nào? Mắt sọc diễu cợt nói, chỉ cần có khả năng uy hiếp đến bản tôn, bản tôn liền xóa đi. Đáng tiếc, rời nơi này, ký ức không còn nữa, bằng không ngươi cũng không có thể trở thành thiên tôn. Nghe đến đó, năm người lang hàn đều bừng tỉnh, hóa ra cửu ngũ thiên tôn này còn nỗ lực ở trong thời gian trường hà đánh giết qua duyên sinh thiên tôn, nhưng khi đó không thành công, mà vừa rời nơi này, ký ức liên quan của mọi người đều sẽ biến mất, ngay cả thiên tôn cũng không ngoại lệ. Bằng không coi như cơ duyên của Duyên Sinh Thiên Tôn lại nghịch thiên cũng không thể tránh được một vị thiên tôn ở trong thời gian hiện thực truy sát. Chỉ có một lần nữa về tới đây, ký ức mất đi mới sẽ khôi phục, cửu ngũ thiên tôn mới nhớ tới lúc trước hắn cũng từng nỗ lực xóa đi Duyên Sinh Thiên Tôn ở thời tuổi trẻ, thay đổi vận mệnh của đối phương. Nhưng nhân vật càng cường đại, vận mệnh càng khó có thể thay đổi, bởi vì liên lụy quá rộng, như vậy lực lượng thiên địa cùng nhân quả phản phệ, ngay cả thiên tôn cũng rất khó thành công làm được. Tỷ như hiện tại Cửu ngũ trí tôn muốn giết năm người lăng hàn, nhưng duyên sinh thiên tôn vừa vặn xuất hiện cứu giúp, đây chính là một loại lực lượng nhân quả. Không có tương lai tuyệt đối nhất định, vì lẽ đó bản tôn muốn nghịch thiên thì đã làm sao? Mắt sọc run lên, càng từ xa xôi đi qua, biến thành một người khổng lồ cao tới ngàn tỷ trượng. Hắn thân mang một áo choàng màu vàng óng, đầu đội mũ màu đen, mi tâm chỉ có một con mắt nằm dọc, tỏa ra thần quang, phảng phất như có thể thấm nhuần quá khứ tương lai. Hắn đứng ở nơi đó, rồi lại tựa hồ căn bản không tồn tại, cực kỳ huyền diệu. Có ta ở đây, người giết không dứt bất luận người nào. Duyên sinh thiên tôn ngạo nhiên nói, sau đó nhìn năm người lăng hàn quát lên. Còn không đi làm chính sự, tuy năm người lăng hàn rất muốn xem xét thiên tôn đại chiến một hồi, nhưng cũng biết cái này nguy hiểm, chỉ cần thiên tôn nổ ra một đạo công kích, dự âm liền có thể giết chết bọn họ một vạn lần. Mạnh mẽ quan chiến, tương đương với chịu chết, lại đưa các người đoạn đường. Duyên sinh thiên tôn ra tay, một luồng cự lực vĩ đại cuốn qua năm người nhất thời bị ném ra ngoài chỉ thấy bụi cỏ dưới chân bay tán loạn trong nháy mắt đã đi qua vô số khoảng cách cửu ngũ thiên tôn ra tay muốn ngăn năm người lăng hàn lại hắn căn bản không muốn giao thủ với duyên sinh thiên tôn đối phương đã chết ở trong thời gian trường hà nhưng hắn là sống đến hiện tại tương lai quyết chiến với duyên sinh thiên tôn hắn có khả năng trọng thương thậm chí chết đi sao phải khổ như vậy duyên sinh thiên tôn cười ha ha hai tay rung lên Thân hình của năm người lăng hàn lần thứ hai ra tốc, hắn quay đầu lại, mặt hướng Cửu Ngũ Thiên Tôn. Ngươi nghịch thời đại mà đi, nhất định không thể thành công. Hắn nói, Cửu Ngũ Thiên Tôn cười gần, ở trước mặt Bản Tôn, không có đạo lý không thể. Coi như là thiên địa đại nhân quả thì đã làm sao, Bản Tôn đã vượt qua quy tắc, thiên địa cũng không làm gì được Bản Tôn. Hắn cường thế ra tay, muốn đánh bay Duyên Sinh Thiên Tôn, truy sát năm người lăng hàn. Duyên Sinh Thiên Tôn cũng không muốn cùng hắn tử chiến. Tuy hắn nhìn thấy trong tương lai mình chết đi, nhưng với hắn mà nói, có vô số ràng buộc không bỏ xuống được, làm sao có khả năng liều lĩnh nguy hiểm chết đi tử chiến với cửu ngũ thiên tôn. chương 2445, quyết định trọng đại hạ. Đạt đến độ cao của bọn họ, ai lại không phải thiên tài một thời đại, đạt đến trình độ cao nhất, ai yếu hơn ai. Nếu là việc tương lai, vậy liền giao cho tương lai đi giải quyết, mục tiêu của duyên sinh thiên tôn rất đơn giản, chính là bảo vệ tính mạng của năm người lăng hàn. Hai thiên tôn đại chiến, Giơ tay nhấc chân đều là lực lượng cực kỳ vĩ đại, dễ dàng liền có thể để một tên tiên vương tầng 9 bỏ xuống. Cũng còn tốt, năm người lang hàn đã được duyên sinh thiên tôn đưa đi đủ xa, bằng không cho dù ở chỗ này thời gian hỗn loạn, một đòn của thiên tôn vẫn có thể xuyên qua năm tháng, cho bọn họ đả kích chí mạng. Khi lực lượng thiên tôn trên người bọn họ tiêu hao hết, thân hình tự nhiên cũng dừng lại, chỉ thấy bọn họ đã lướt qua cỏ xanh, phía trước xuất hiện từng cây cột thủy tinh, phản xạ ra bóng người của bọn họ, nhưng động tác không giống bọn họ có ở tại chỗ đảo quanh có đang ngồi xếp bằng tu luyện có như phát điên mà vò đầu đây là ảo giác sao Như yêu nữ nói lăng hàn suy nghĩ một chút lắc đầu nơi này nếu là thời gian bí cảnh vậy thời gian ở đây rất hỗn loạn có thể chúng ta nhìn thấy chính là một đoạn ngắn nào đó của tương lai ừm nữ hoàng cùng vũ hoàng đều gật đầu hẳn chính là chỗ này lăng hàn đánh giá xung quanh theo tiểu tháp nói nơi này chính là phần cuối của thời gian bí cảnh ở đây lấy lực lượng thời gian liền có cơ hội tu ra thân thể bí cảnh, bước vào tiên phủ. Năm người đều tự tìm một vị trí, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xung kích tiên phủ. Vậy thì xuất hiện một màn tương đồng như trong cột thủy tinh, hiển nhiên, nơi này đã ghi lại khoảng khắc của bọn họ trong tương lai. Thời gian bí lực, quả nhiên là bất phàm nhất, lang hàn tâm niệm giật động, tiếp xúc thời gian bí lực bốn phía. Có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, thời gian hóa thành mảnh vỡ, cực kỳ thần kỳ. Lăng Hàn trải qua nhiều năm như vậy lắng động, đã sớm có tư cách xung kích tiên phủ, bởi vậy, khi bí lực cuồn cuộn mà đến, ở trong lòng hắn lập tức bay lên tầng tầng hiểu ra. Đối ứng với nhau, hắc tháp trong thân thể hắn cũng bắt đầu biến hóa, đang phát tán ra ánh sáng óng ánh, sặc sỡ loa mắt. Lăng Hàn hơi trần chờ, trước tiên tu luyện cái nào trong ngũ tạng. Trước tiên luyện tâm đi, hắn rất nhanh làm ra quyết định, tâm chính là lục phủ ngũ tạng chi chủ, tâm minh, thì thần linh. Có điều, Trước khi đột phá tiên phủ còn có một việc phải làm là thu hết thảy phân hồn vào trong cơ thể. Đối với phân hồn phổ thông mà nói, chính là tứ hồn hợp nhất; nhưng đối với lăng hàn mà nói, kia là chín phân hồn hợp nhất. Cảm ứng được sắp bị dung hợp, chín phân hồn đều tỏa ra một luồng tâm ý không cam lòng. Bọn chúng không phải thần hồn của lăng hàn, mà là chín đạo thiên địa bản nguyên trước lấy hình thức của phân hồn tồn tại, tương đương với để bọn chúng thu được sinh mệnh độc lập, mà hiện tại bị lăng hàn thu hồi trong cơ thể chẳng khác gì bị xóa đi tính độc lập, cái này tự nhiên để bọn chúng không cam lòng. Nhưng chúng nó là một bộ phận lăng hàn phân ra, lấy lăng hàn làm chủ, căn bản không thể phản kháng. Lăng Hàn hơi dừng lại một chút, đột nhiên cắn răng, quyết định không dung hợp chín đạo thiên địa bản nguyên này. Trong cơ thể hắn đã có lạc ấn của thiên địa bản nguyên, bởi vậy cho dù để cho lực lượng của chín đạo bản nguyên chạy cũng không ảnh hưởng ngay sau ngộ đạo, thế nhưng thực lực của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Nói thí dụ như bản nguyên trùng kích khẳng định không cách nào vận dụng. Nhưng ý niệm của Lăng Hàn thông suốt, liền không do dự nữa. Hắn vẫn tin chắc bản thân mạnh mẽ, ngoại lực mạnh hơn, vậy trung quy là có cực hạn, mà bản thân mạnh mẽ mới là không có chừng mực. Chín bản nguyên đã cho hắn giúp đỡ cực lớn, vậy thả chúng nó tự do cũng là tôn trọng đối với bọn chúng, cảm kích đối với chúng nó. Đã như thế, thân thể của Lăng Hàn ở trong hắc tháp run lên, chín phân hồn không ai không dồn dập bay ra thân thể của hắn. Hắn không muốn ngoại vật, Muốn lấy lực lượng thuần túy nhất tự mình tiến quân tiên phủ, xung kích mạnh nhất. Chín phân hồn đều nhìn hắn tỏa ra vẻ cảm kích, từ xưa đến nay, có ai có thể khí phách như thế. Lăng Hàn lấy ra thời gian bí lực, bắt đầu rèn luyện trái tim, tu ra bí cảnh thứ nhất trong thân thể. Thần hồn vận chuyển, từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng xung kích, nguyên lực trong cơ thể hắn phun trào, quy tắc thời gian hóa thành ngọn lửa, rèn luyện trái tim của hắn. Tuy thời gian bản nguyên đã ly thể, nhưng tự có lạc ấn lưu giữ, tỏa ra bí lực yếu ớt phối hợp quy tắc thời gian hắn chạm tới cùng một chỗ rèn luyện trái tim. Linh hồn của Lăng Hàn liền thành một cây cầu, một bên là thời gian bí cảnh, một bên là cơ thể của hắn. Ở trong bí cảnh này, thời gian là không có ý nghĩa, nháy mắt có khả năng là thiên cổ, nhưng thiên cổ cũng có khả năng chỉ là trong nháy mắt. Trong cơ thể Lăng Hàn, trái tim bị quy tắc thời gian luyện hóa, phát triển về phương hướng của bí cảnh. Cái này sẽ tự thành một không gian, có thể chứa vật, cũng có thể chứa người, còn có thể tồn trữ lực lượng. Ôn dưỡng bảo khí đạt đến trình độ cực cao, cái này sẽ diễn hóa ra một thế giới. Lăng Hàn đột nhiên có loại hiểu ra, chẳng trách thế gian nhiều bí cảnh như vậy, sợ là rất nhiều không phải thiên địa tự nhiên sinh thành, mà là bí cảnh của cường giả tiên phủ biến thành. Cái bí cảnh thứ nhất của hắn đang hình thành, mà lực lượng của hắn cũng đang tăng lên khủng bố. Cũng không biết qua bao lâu, bí cảnh thứ nhất, tâm, cuối cùng hoàn toàn hình thành. Ầm, um, thân thể của Lăng Hàn run rẩy dữ dội một nguồn lực lượng minh mông đang cuộn trào muốn dâng trào ra, xeo thần hồn của hắn đột nhiên chuyển động thối lui về phía lối vào hiệu lực của thiên thu nhất mộng đan kết thúc, ạch à, lang hàn phát ra một tiếng rên rỉ đột nhiên mở hai mắt ra chỉ cảm thấy mồ hôi như mưa cả người muốn hư thoát linh hồn bị mạnh mẽ hút ra thân thể cái này không phải là một việc đùa giỡn a à, bốn người vũ hoàng cũng đồng thời tỉnh lại đều là lấy tay ôm đầu có vẻ cực kỳ khó chịu ánh mắt lang hàn đảo qua không khỏi lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Bốn người vũ hoàng lại không có một cái đột phá tiên phủ. Cũng đúng, cái này không phải một lần là xong. Lăng Hàn, người đột phá, hổ nữ vô cùng phấn khởi nói, nàng có thể cảm ứng được gợn sóng lực lượng kinh khủng trên người Lăng Hàn kia, vượt xa cấp độ của phân hồn. chương 2446, cuối cùng thành tiên phủ. Lăng Hàn gật đầu nói, đột phá, ha ha, vẫn là tứ đệ kiệt xuất nhất. Vũ Hoàng gật đầu, không che đẩy ca ngợi Lăng Hàn năm người cùng một chỗ bắt đầu, chỉ có một người đột phá, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ không có một chút xíu đố kỵ, theo các nàng, hận không thể lang hàn có thể lập tức trở thành thiên tôn đây này. Ồ, chúng ta ở trong đó trải qua cái gì? Nhu yêu nữ đột nhiên hỏi, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Bốn người lăng hàn cũng như thế, mơ hồ cảm thấy bọn họ ở trong thời gian bí cảnh thật giống như trải qua đại sự ghê gớm gì, nhưng hiện tại bất luận làm sao nghĩ cũng không nhớ ra được, thật giống như từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng xóa đi trí nhớ của bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ vắt hết óc suy nghĩ nhưng đạt được có hạn. mơ hồ nhớ tới bọn họ thật giống như dọc theo một con sông lớn đi tới. Kia là thời gian trường hà chiếu rọi cổ kim tương lai. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút lại không nhớ ra được một chút đồ vật cụ thể. Sau đó là bình nguyên thời gian hỗn loạn thung lũng có từng khối từng khối thời gian quang kinh diễn hóa quá khứ tương lai. Trong này còn có cái gì? nhưng làm sao cũng không nhớ ra được quên đi hiện tại trước tiên không đi cân nhắc vấn đề này lang hàn dừng lại xoắn suýt với chuyện này ta trước tiên đi độ thiên kiếp sau đó sẽ một luyện chế thiên thu nhất mộng đan lần nữa hắn ra hắc tháp nhất thời mây đen kéo tới có chấp giật rực cháy đáng sợ đến kinh người lang hàn cất bước mấy cái đã đi ra thánh nguyên học viện đi tới trong rừng hoang không người đón đánh thiên kiếp thân hình hắn run lên nhất thời chín bóng người từ trong thân thể của hắn bay ra Ta đã chặt đứt liên hệ cùng các ngươi, từ nay về sau, các ngươi đều là cá thể độc lập." Lang Hàn nói, chín bóng người này chính là chín thiên địa bản nguyên biến thành. Bái kiến chủ nhân, chín người đồng thời quỳ gối. Lang Hàn tung người mà lên, vừa đón đánh thiên kiếp, vừa nói: "Vì sao gọi ta là chủ nhân? Ngài tấm lòng quảng đại, rõ ràng có thể nô dịch chúng ta, nhưng không làm như thế, điều này làm cho chúng ta cảm kích. Thứ hai, ngài chí hướng cao xa, hơn nữa cơ duyên kinh người, Chúng ta cũng sẵn lòng đi theo ngài, mưu cầu tiền đồ càng tốt hơn." Chín người đều nói, thiên địa bản nguyên nguyên bản chỉ có linh trí yếu ớt, chỉ có trải qua năm tháng vô tận diễn biến mới có thể tiến hóa ra trí tuệ hoàn mỹ, nhưng sau khi dung hợp với Lăng Hàn, bọn nó cũng bị Lăng Hàn ảnh hưởng, để trí tuệ mở ra tăng nhanh vô số lần. Hiện tại, bọn họ đều nắm giữ trí tuệ chân chính, giống người bình thường như đúc. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, "Được, dị vực sắp đánh đến cửa ải, ta cần rất nhiều người đủ mạnh trợ giúp ta." liên thủ chống lại dị vực xâm lấn. Các ngươi đều là thiên địa bản nguyên biến thành, một khi mở ra trí tuệ, tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ kinh người. Vâng, chủ nhân, 9 người lần thứ hai cùng kêu lên đáp ứng, lang hàn ứng phó thiên kiếp quả thực quá hứng hờ, sức chiến đấu của hắn đã sớm đạt đến tứ bí đỉnh cao, cho dù hiện tại hắn qua thiên kiếp cũng vượt qua độ cao của nhất bí, nhưng cùng lắm là trên dưới nhị bí, làm sao có khả năng uy hiếp được hắn. Bởi vậy, hắn một bên tùy ý đón đánh thiên kiếp, một bên nói chuyện với chín người các ngươi có tên không gọi cái gì cử thiên hỏa vậy căn bản không giống như là tên người a vẫn không có xin chủ nhân ban tên chín người lại nói lang hàn gật đầu cửu thiên hỏa ngươi liền gọi lăng hỏa huyền âm mẫu thủy ngươi liền gọi lăng thủy liệt diễm lôi kích mộc ngươi liền gọi lăng mộc hắn ở phương diện đặt tên tuyệt không có một chút xíu sáng tạo nhưng chín người cũng hoàn toàn không thèm để ý cường giả cho tới bây giờ đều không phải thông qua tên tuyên cáo mình mạnh mẽ mà là thực lực thành tựu thấp nhất của thiên địa bản nguyên là tiên vương, mà bọn họ đều mở ra trí tuệ, vậy thì càng thêm ghê gớm, không nói tầng 9, tầng 8 là sẽ không quá mức khó khăn. Nửa ngày sau, thiên kiếp tiêu tan, thân hình lăng hàn hạ xuống nói. Đi, chúng ta trở lại, hắn đã sớm tức sôi ruột, hiện tại bước vào tiên phủ, chuyện thứ nhất chính là trở lại tìm hồng hoang đánh một trận. Mười người quay lại học viện, chín người lăng hỏa đều lấy thân phận thị vệ của lăng hàn thông qua cửa, khi bọn họ tiến vào học viện, liền nghe nói hồng hoang từ 8 năm trước liền rời đi. Không chỉ hồng hoang, ngay cả kỳ vô danh, già lan, thích thiện tử cũng đi rồi. Lăng Hàn lẩm bẩm những năm này hắn thật giống như bỏ qua cái gì. Hàn Lâm, đi theo ta, một tên cường giả thăng nguyên cảnh xuất hiện, hắn là một lão sư trong học viện, nhìn Lăng Hàn vẫy vẫy tay. Lăng Hàn gật đầu, trước tiên đi tới, mới hỏi. Xin hỏi đại nhân, là chuyện gì xảy ra sao? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, đây là phân phó của vạn cổ đại nhân. Cường giả thăng nguyên cảnh kia nói, vạn cổ đại nhân là vạn cổ tiên vương. Lăng Hàn tự nhiên biết vạn cổ tiên vương là ai, không khỏi kinh ngạc, hắn lại được một vị tiên vương tầng 9 truyền gọi. Ở dưới dẫn dắt của tên thăng nguyên cảnh kia, hắn đi tới một tòa tiểu viện, sau khi đẩy cửa đi vào, tên thăng nguyên cảnh kia ở phía sau đóng cửa lại, không có theo vào. Đến, ngồi, khu nhà nhỏ này cũng không có dùng không gian bí thuật gì, bởi vậy, đây thực sự là một khu nhà nhỏ. Trong sân ngồi một người bận bạch y, quay lưng về phía Lăng Hàn, đang pha trà, trên người có ánh sáng chín màu quấn quanh. Tiên Vương tầng 9, Lăng Hàn đi lên trước vài bước, trước tiên khom người thi lễ một cái nói: Bái kiến vạn cổ tiên vương. Không cần đa lễ, vạn cổ tiên vương xoay người lại, nhưng Lăng Hàn nhìn thấy là một mảnh hư vô, người này phảng phất như căn bản không ở thời điểm này, cực kỳ quỷ dị. Vạn cổ tiên vương thấy thế, chỉ là cười nhạt nói: Đây chỉ là một tia thần thức của ta ở chỗ này chân thân còn ở đường nối hai giới giao chiến với dị vực. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, chỉ cần nghe ta nói liền được. Hiện tại, đường nối hai giới xảy ra chuyện, lại xuất hiện một khu vực trung lập, bất kể là tiên vực ta, hay dị tộc, đều không thể ở nơi đó thuyên chuyển quy tắc thiên địa, chỉ có thể dựa vào lực lượng cùng quy tắc trong cơ thể tồn chữ chiến đấu. chương 2447, Tiền Tuyến Hiện tại khu vực trung lập này còn có áp chế cảnh giới, thăng nguyên cảnh trở xuống mới có thể thông qua, cấp số như Tiên Vương, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Trước đó vài ngày, Dị vực khiêu khích, muốn cho thế hệ tuổi trẻ của hai bên giao thủ, những lão gia hỏa chúng ta suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể để người trẻ tuổi rèn luyện một chút, biết Dị vực mạnh mẽ và đáng sợ, liền đồng ý. Thủ đoạn của ngươi ngược lại không tệ, nhưng những ngày qua không thể tìm thấy ngươi, quên đi, mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng không có ý định truy hỏi. Nếu ngươi xuất quan, hơn nữa còn đột phá Tiên phủ, liền đi nơi đó vì Tiên vực ta ra một phần lực nếu như trước lăng hàn không biết có sự tình hắc ám chi chiều hiện tại khẳng định nghe như rơi vào trong sương mù nhưng hiện tại rõ ràng biết vạn của tiên vương đang nói cái gì cũng biết chiến tranh hai giới lại xảy ra biến hóa đường nối hai giới lại xuất hiện khu vực trung lập nếu như khu vực này không ngừng mở rộng hơn nữa còn có thể để cho người càng mạnh mẽ tiến vào vậy có phải là tiên vực không xong rồi sao lăng hàn thầm nghĩ liền vội vàng nói vãn bối nguyện vì tiên vực ra một phần lực được đi thôi vạn cổ tiên vương phất phất tay tín phù thân phận của ngươi có thể mở ra truyền thống trận điểm truyền thống duy nhất chính là ở phụ cận đường nối hai giới ha ha xem ra ngươi đã sớm biết sự tình hắc ám chi chiều đúng vãn bối biết lăng hàn khom người nói vạn cổ tiên vương gật gù nhìn lăng hàn chăm chú tiểu tử ngươi cũng thật là có nghị lực lại bỏ qua chín đạo thiên địa bản nguyên nếu như đổi lại ta năm đó sẽ có dũng khí như vậy sao hắn tinh thần hơi hoảng hốt hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào quyết đoán. Phải biết Tiên Vương là cực kỳ quả quyết, nhưng hiện tại lại do dự, có thể thấy được Lăng Hàn sẵn lòng bỏ qua chín đạo thiên địa bản nguyên là một sự tình quả đoán lớn đến mức nào. Ha 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 ha, vạn cổ Tiên Vương đột nhiên cười to, mắt thả dị thải. Ta do dự lâu như vậy, đã nói rõ vấn đề. Người trẻ tuổi, ta cực kỳ yêu quý ngươi, đến đường núi hai giới, ta muốn tận mắt nhìn ngươi, giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, nói không chắc ngươi sẽ sáng tạo tương lai. Đi thôi, Lăng Hàn khom lưng thi lễ một cái, sau đó lui ra gian phòng. Hắn suy nghĩ một chút, ngược lại bốn người Vũ Hoàng là lấy thần hồn đi tới thời gian bí cảnh, ở nơi nào cũng có thể, vì lẽ đó, hắn cũng không trở về, trực tiếp mang theo đám người Lăng Hỏa đi tới nơi cửa truyền tống. Đưa ra tín phù thân phận, 11 người liền tiến vào truyền tống trận, một đạo lực lượng huyền diệu to lớn cuốn qua, bọn họ liền đến một địa phương mới. Đây là một cánh đồng hoang vu, khắp nơi là hài cốt, nhưng hình dạng quái lạ còn ở lửa thiêu đốt. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, kia không phải là quy tắc hỏa diễm, mà là đạo hỏa. Người chết đạo tiêu, nhưng có tồn tại mạnh mẽ quá đáng, tuy thần chết, nhưng thân vẫn còn, bất quá thiên địa không đồng ý nhân vật mạnh mẽ quá đáng quấy dày thế gian, sẽ lấy vô thượng đạo hỏa thiêu sạch hài cốt của cường giả như vậy. Hiện tại chính là như thế, thiên địa rèn luyện di cốt của cường giả như vậy. Đây là thi thể của cường giả dị vực, bên cạnh truyền tống trận, có một lão giả ngồi xếp bằng, hắn nếp nhăn đầy mặt, bề ngoài xấu xí, không có một chút xíu khí tức cường hãn. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, nhưng bỗng nhiên bay lên một luồng hàn ý vô tận, chỉ cảm thấy chỉ cần lão giả này chuyển qua một ý nghĩ liền có thể để hắn hóa thành hư vô. Người trẻ tuổi, mục đích của người chính là cứ điểm ở cuối cánh đồng hoang vu. Lão giả nói, chúng ta tiên vực ở phần cuối của giới này xây dựng một cứ điểm, bày xuống siêu cấp đại trận, lấy chống đỡ dị vực xâm lấn. Nhưng tình cờ vẫn sẽ có nhân vật mạnh mẽ lén lút che đậy đi vào, cánh đồng hoang vu này liền thành chiến trường thứ hai. Lăng Hàn chỉ có phần gật đầu, lão giả này tất nhiên là một vị tiên vương, e là tiên vương cấp cao, bằng không cũng không có tư cách tỏa chấn nơi này, tùy tùy tiện tiện đã bị đánh giết thành cặn bã. Hắn tò mò đánh giá bốn phía, đây là chiến trường thứ hai của tiên vực cùng dị vực, cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi để dị vực đột phá nơi này, liền có thể tiến quân thần tốc, tiến vào trong tiên vực rộng lớn. Hiển nhiên đạo phòng tuyến này cũng không phải vững như núi, bởi vì trong tiên vực kỳ thực đã bị dị vực ăn mòn một đám lớn, điều này cũng có thể lý giải, chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Tiên bối, vãn bối đi trước, lang hàn chắp tay hành lễ, sau đó nhanh chân đi tới, bắt đầu xuyên qua cánh đồng hoang vu. Bước vào cánh đồng hoang vu, lang hàn lập tức phát hiện có cuồn cuộn khí tức đáng sợ vào tới, hóa thành ác quỷ dữ tợt, muốn ăn mòn linh hồn của hắn. Hắn tâm thần bất động, chỉ nhanh chân mà đi, nếu lão già kia để hắn vượt qua, Vậy nói rõ nơi đây khẳng định không có nguy hiểm. Quả nhiên, những ác quỷ này chỉ có thể ở trước người hắn, nhưng không cách nào tiến thêm một bước nữa, thật giống như có tầng một bình phong vô hình bảo vệ Lăng Hàn. Lăng Hỏa cùng 9 người khác đều như thế, bọn họ là thiên địa bản nguyên biến thành, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thương tang, tự nhiên không thể bị dễ dàng dọa sợ. Trong cánh đồng hoang vu khắp nơi là thi thể, bởi vì đây là hậu phương lớn của tiên vực, vì lẽ đó nơi này tự nhiên không nhìn thấy thi thể của cường giả tiên vực khẳng định đã được xử lý thích đáng. Nơi này tất cả đều là di cốt của cường giả dị vực, cơ bản chia làm hai loại. Một loại là hình người, nhưng mọc ra hai HCN giống như móng bò, đầu mọc hai sừng, có đuôi sau. Một loại khác là hình dạng của côn trùng, sinh 6 chân, có hai cánh, trên chân còn có sước mang rô tỏa ra hàn quang. Hai loại hình thái này đều rất quen thuộc, Lang Hàn từng ở trên hải đảo gặp qua cái gọi là tiên linh, chính là hình tượng hình người mọc sừng có đuôi, mà ở trong một bí cảnh hắn cũng nhìn thấy phế chi của dị vực thiên tôn, chính là chân sâu mọc ra xước mang dô. Trong lòng hắn có một loại suy đoán, hình người mọc sừng có đuôi, chính là nhân loại đối ứng ở dị vực, mà hình thái côn trùng hẳn là đối ứng mãnh thú. Quả nhiên là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, lang hàn cảm khái, một bên nhanh chân mà đi, chương 2448, bị khinh bỉ. Trong cánh đồng hoang vu không có nguy hiểm, tuy có thật nhiều thi thể của cường giả dị vực, nhưng bọn họ lại bị thiên địa đạo hỏa dung luyện, hung uy không còn, không thể tạo thành uy hiếp với 10 người lăng hàn. Chỉ là cất bước như thế áp lực rất lớn, để bọn họ chảy mồ hôi, đi lại gian nan. Gần như sau 3 tháng, phía trước bọn họ mới rốt cuộc xuất hiện một tòa thành lớn nguy nga. Thành thị của tiên vực đều lớn như tinh thần, mà tòa này càng xuất sắc, khổng lồ đến không cách nào hình dung, hơn nữa nổi giữa không chung, buông xuống vô số ánh sao, có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Đây chính là tuyến đầu tiên của tiên vực cùng dị vực giao chiến. Cái này không phải là thành thị phổ thông, mà là một cứ điểm, trên tường thành che kín trận văn, tỏa ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt, trí cao vô thượng, phản phất như một vị tiên vương tầng 9. Không không không, không phải một vị, mà là 10 vị, mấy chục vị liên thủ tỏa chấn, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, nếu không như vậy, thì sao chấn được dị vực cuồng oanh loạn tạc. Đây là cứ điểm, hai bên không có cửa tiến vào, để Lăng Hàn hơi có chút há hốc mồm, không biết nên làm gì. Đúng lúc này, chỉ thấy một nam tử nhanh chân đi về phía hắn, trên người chỉ khoác một tấm da thú, hình thể cao to mà lại khôi ngô, trên vai lại có một ngôi sao, tuy chỉ to bằng nắm tay, nhưng tỏa ra khí thế hừng hực. Nơi nào đến, nam tử này hỏi, nhìn qua chừng 30 tuổi, bộ phận lộ ra da, da thú che kín vết sẹo. lang Hàn hơi kinh ngạc, bởi vì tu vi của nam tử này là tiên phủ cảnh, thậm chí đạt đến trình độ tam bí, với tiên nhân mà nói, coi như cụt tay gãy chân, thương thế cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, làm sao có khả năng lưu lại nhiều vết sẹo như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, chính là trong vết sẹo còn lưu lại ý chí võ đạo dị trùng, ảnh hưởng hắn khôi phục. Nơi này là cứ điểm, tuyến đầu tiên đối kháng dị vực, rõ ràng, vết thương trên người hắn là võ giả dị vực lưu lại. Lăng Hàn rất kính nể với người trong cứ điểm, bọn họ phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên, đừng nói được người cảm kích, trong tiên vực thậm chí không có mấy người biết sự tồn tại của bọn họ. Nhưng hiện tại thái độ của người này lại làm cho Lăng Hàn có chút khó chịu. Đây là một loại mang theo xem thường chất vấn lăng hàn đè ép bất mãn nể tình đối phương đã từng vì tiên vực đổ máu liều mạng hắn lạnh nhạt nói thánh nguyên học viện thánh nguyên học viện trung niên nam tử kia hơi xứng sờ sau đó lộ ra vẻ khinh bỉ học sinh của thánh nguyên học viện từ 8 năm trước đã đến tuy còn có chút người đến chậm vậy cũng sẽ không vượt qua hai năm hắn liếc mắt nhìn lăng hàn khóe miệng xem thường càng thêm mãnh liệt người khẳng định là tiểu quỷ nhát gan kéo dài tới hiện tại mới lại đây kha kha Sợ là sau lưng có đại nhân vật gì đi. Có điều chiều hướng phát triển người sẵn lòng cũng phải tới, không sẵn lòng cũng phải tới. Lang Hàn hơi kinh ngạc, thứ này cũng thật biết liên tưởng, làm sao liền để hắn có suy đoán như vậy? Hắn cười nhạt nói: Ta nhận lệnh của vạn cổ tiên vương tới đây báo danh, vẫn là trước hết để cho ta vào thành đi. Hừ, ta làm sao biết người có phải là người dị vực giả trang hay không? Trung niên nam tử này lạnh lùng nói, trên mặt cũng mang theo nụ cười lạnh lùng. Ngươi đây là đang cố ý làm khó dễ sao?" Lăng Hỏa lớn tiếng nói, hắn là Hỏa Diễn bản nguyên biến thành, tính khí cũng táo bạo đến lạ kỳ, là người thứ nhất không thể nhịn được. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn, diễu cợt nói: Người cho rằng A Miu A Cẩu gì cũng có tư cách tiến vào Thông Thiên Quan?" Phải, ở trong mắt hắn, 10 người Lăng Hàn đều thành A Miu A cầu. Hắn cảm thấy 10 người Lăng Hàn cố ý đến quá muộn, khẳng định là thứ sợ chết, dĩ nhiên là mang theo xem thường rõ ràng thời điểm chúng ta vì tiên vực chảy máu các ngươi đang làm gì nam tử trung niên ngạo nhiên nhìn quét bọn người lăng hàn mạng của các ngươi đều là tổ tiên của chúng ta lấy một đời lại một đời sinh mệnh đổi lấy còn dám ngang ngược với ta thét với ta các ngươi là món đồ gì nhìn dáng vẻ của hắn hận không thể thoá mạ bọn người lăng hàn một trận lăng hàn cuối cùng rõ ràng thứ này kỳ thực là trong lòng không thăng bằng từ trong lời nói của hắn phán đoán hắn vừa ra đời liền ở trong cứ điểm này từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên vực phồn hoa. Nguyên bản chỉ như vậy ngược lại cũng không có quan hệ gì, từ nhỏ đến lớn chính là ở trong ánh đao bóng kiếm lớn lên, cũng quen giết chóc rồi. Nhưng mà, lần này Thánh Nguyên học viện có lượng lớn học sinh đến, cũng làm cho khổ hài tử ở trong cứ điểm lớn lên như bọn họ biết, hóa ra bên ngoài còn có một mảnh phồn hoa. Có mấy người sẽ không cam lòng, bất bình tự nhiên cũng nằm trong dự liệu, bọn họ xác thực không nghĩ ra, dựa vào cái gì mình từng đời phải chấn thủ ở địa phương quỷ quái này chảy máu, rơi lệ, mỗi ngày đều có khả năng làm lễ tang cho người bên cạnh. Ở dưới tâm thái như vậy, trung niên nam tử này phát hiện Lăng Hàn sợ chết, tâm tình tiêu cực dĩ nhiên là hoàn toàn bạo phát ra. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lăng Hàn đúng là có chút đáng thương người này, liền không có sinh phẫn nộ, mà ấn ấn vai của Lăng Hỏa nói. Ha ha, chúng ta cũng hy vọng vì tiên vượt ra một phần lực, nhanh sắp xếp chúng ta vào thành đi. Các ngươi, nam tử trung niên diễu cợt một tiếng, xin lỗi, thông thiên quan không hoan nghênh quỷ nhát gan. Ta biết, người như các người tới nơi này, không ngoài là trộn lẫn chút kinh nghiệm và chiến công, nhưng các người đến nhầm địa phương. Sắc mặt của Lăng Hàn hơi chìm xuống, đừng luôn mồm luôn miệng ô nhục người. Chúng ta đến muộn là có nguyên nhân, ngay cả tiên vương cũng không có trách móc, người có tư cách gì ở đây cằn nhằn. Hừ hừ, lộ ra diện mạo thật rồi chứ. Nam tử trung niên cười gần, bị ta đâm chúng chỗ yếu, thẹn quá thành giận. Không nên lấy tiên vương gì đến ép ta, ta ở đây phấn khởi chiến đấu, ngay cả người dị vực cũng không sợ, người làm sao có khả năng dọa ngã ta. Lăng Hàn có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, người này cũng quá để tâm vào chuyện vụn vặt đi, nhận định bọn họ là người sợ chết, liền xác định không tha. Hắn lắc đầu một cái nói, ngươi lại không đứng đắn như thế, ta liền không khách khí. chương 2449, xung đột, ha, ngươi còn muốn theo ta động võ. Nam tử trung niên cười gần, loại tiểu hoa trưởng thành ở trong nhà ấm như các ngươi làm sao biết chiến tranh tàn khốc ta mỗi ngày đều cùng dị vực chiến đấu mài rũa sức chiến đấu của mình coi như cảnh giới giống nhau ta cũng có thể lấy một tay chấn áp toàn bộ các ngươi hắn cười gằn mười người lăng hàn tản mát ra khí thức đều chỉ là nhất bí cảnh giới yếu hơn hắn rất nhiều quốc gia thông thiên quan cho ta nơi này không phải địa phương các ngươi có thể tới làm càn hắn hung hãn ra tay oanh trên tay phải nhất thời hiện lên từng hoa văn vang lên ong ong chộp về phía 10 người Lăng Hàn. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, bởi vì người này rõ ràng không có tư chất vương giả, nhưng có thể đánh ra công kích tiếp cận trình độ vương giả. Cái này khó mà tin nổi, lẽ nào mỗi ngày giao thiệp với tử vong, sẽ làm người phát sinh lột xác sao? Lăng Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vốn không nhịn được, chỉ là bị Lăng Hàn áp chế mới không bộc phát ra, hiện tại thấy nam tử trung niên ra tay, hắn tự nhiên lập tức vọt ra, một quyền nghinh tiếp. Oanh, cả người hắn hóa thành ngọn lửa, Cửu Thiên Hỏa đương nhiên bá đạo. Oanh, hai người đấu đối diện một đòn, thân hình đồng thời run lên, va chạm hình thành sóng trùng kích dập dờn vô tận. Nam tử trung niên kia không khỏi biến sắc, đế giả, đối phương là nhất bí, nhưng có thể cùng tam bí như hắn đấu đối diện mà không rơi xuống hạ phong, không phải đế giả thì làm sao có khả năng làm được. Nhưng vẻ khinh bỉ trên mặt hắn càng nặng, đường đường đế giả lại sợ chết như vậy, thực sự là sỉ nhục. Đế giả thì đã làm sao, ở trong thông thiên quan ngay cả đế giả cũng phải nằm dạp. Hắn hung hãn ra tay, hai tay rung lên, từng mạch máu bạo sông, hóa thành từng con long cứng cáp, sức chiến đấu của hắn tăng mạnh. Gục xuống cho ta, hắn nổ ra song quyền, chân áp tới lăng hỏa. Lăng hỏa ngạo nhiên mà cười, hắn không phải đế giả phổ thông, mà là thiên địa bản nguyên biến thành, nắm giữ một chút uy năng của tiên vương. Nói cách khác, ở trước tiên vương hắn mạnh mẽ hơn đế giả bình thường, có thể coi là đế giả đỉnh cấp, chỉ là so với loại yêu nghiệt như lăng hàn, kỷ vô danh lại hơi kém. Vương giả cũng xứng hung hăng ở trước mặt hắn, dù cao hơn hai cảnh giới nhỏ cũng vô dụng, hắn cũng cổ động xong quyền nghinh tiếp về phía nam tử trung niên, dùng rõ ràng là nổ quyền. Chín thiên địa bản nguyên nguyên bản cùng Lăng Hàn là một, tự nhiên nắm giữ tất cả tiên thuật của Lăng Hàn. Đương nhiên, hiện tại bọn họ chia lìa ra, thu được độc lập, vậy sau đó Lăng Hàn lại lĩnh ngộ, tu luyện tuyệt học liền không có quan hệ gì tới bọn họ. Nổ quyền nổ ra, uy thế ngập trời nam tử trung niên nhất thời rơi vào hạ phong, hắn nguyên bản không bằng lăng hỏa, huống chi lăng hỏa còn dùng ra nộ quyền. Oanh, sau mười mấy chiêu, vai trái của hắn trúng một quyền, đằng 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 liên tiếp lui về phía sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bả vai thình lình có một quyền ấn cháy đen, còn đang phát tán ra mùi thịt cháy khét. Nam tử trung niên vừa giận vừa sợ, đột nhiên chỉ tay về phía thông thiên quan giữa bầu trời, trong miệng nói lẩm bẩm nhưng căn bản nghe không ra hắn nói cái gì, cho đến cuối cùng hắn mới hét lớn một tiếng, chỉ thấy có một ánh bạc từ trong thông thiên quan bắn ra, chiếu ở trên người hắn. Oanh, khí tức của hắn cấp tốc bành trướng, thật giống như tu vi lập tức tăng lên gấp mấy lần. Chấn cho ta, hắn bắn người mà ra, lần thứ hai ác chiến với lăng hỏa. ầm um, ầm um, ầm um, lực lượng quy tắc rung động, hình thành đạo quang óng ánh, cực kỳ kịch liệt. Để bọn người lăng hàn kinh ngạc chính là, thứ này lại cùng lăng hỏa đánh hỏa nhau. Tòa hùng quan này, còn có thể tăng cường sức mạnh của võ giả. Lang Hàn không khỏi nghĩ đến thế lực hắc ám thờ phụng tiên linh, chỉ một pho tượng đá, lại có thể ra chỉ gấp 10 lần sức chiến đấu, cái này cực kỳ kinh người. Lăng Hỏa cũng đánh ra hỏa khí, thân hóa lửa nóng hừng hực, có thể nung nấu tất cả quy tắc dị trùng. Hắn là thiên địa bản nguyên, nếu như sức chiến đấu không mạnh mới kỳ quái. Kịch chiến gần như non nửa ngày, khí tức trên người nam tử trung niên run lên bần bật, trở nên cực kỳ không ổn định, sau đó hạ nhanh, sức chiến đấu tự nhiên cũng giảm mạnh, tựa hồ thông thiên quan gia chỉ lực lượng cho hắn đã tiêu hao hết. Lăng hỏa nhân cơ hội đánh mạnh, oanh oanh oanh, nổ đến nam tử trung niên liên tục rút lui. Lệ Hồng Phi, người mượn dùng lực lượng của thông thiên quan, lại vẫn không thể đánh thắng một nhất bí võ giả. Chỉ thấy lại có một nam tử đi tới, tương tự khoác một cái áo da thú, cực kỳ thô lỗ. Trung niên nam tử lúc trước kia lau đi máu tươi ở khóe miệng, chiến ý không giảm ngược lại càng kiêu ngạo hơn, hắn hử một tiếng nói. Đặng lợi, không cần lo sự tình của ta. Tên nam tử đến sau cười gần nói, lực lượng của thông thiên quan, người một tháng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lãng phí ở đây, đã để nhiếp đại nhân không thích, mệnh lệnh ta tới xem một chút. Hắn dừng một chút, lại nói, không phải để ngươi đến kiểm tra thân phận của những người này sao, vì sao cùng bọn họ đánh nhau. Lệ Hồng Phi hừ một tiếng nói, mấy người này tự xưng là từ Thánh Nguyên học viện đến. Thánh Nguyên học viện, ánh mắt đặng lợi quét đám người lăng hàn, tương tự lộ ra vẻ khinh bỉ. Chính là học viện do chư vị tiên vương tầng 9 đại nhân sáng lập sao? Hừ, cầm lượng lớn tài nguyên, nhưng tất cả đều là phế vật. Nếu như những tư nguyên này có thể tiêu vào trên người chúng ta, chúng ta đã có thể bước vào thăng nguyên cảnh. Lệ Hồng Phi gật đầu nói, ta hỏi các ngươi, nếu là đệ tử của Thánh Nguyên học viện, vì sao đến muộn như vậy? Đặng Lợi nhìn đám người lang Hàn quát hỏi, lang Hàn lắc đầu nói, các ngươi chỉ là người dẫn đường mà thôi, có tư cách gì chất vấn? hỏi ngươi liền đáp từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy đặng lợi không nhịn được nói hắn giống lệ hồng phi đối với những người sinh trưởng ở trong hoàn cảnh an nhàn như lăng hàn là đố kỵ vừa xem thường lăng hàn cười ha ha ta nguyên bản còn rất kính trọng các ngươi nhưng các ngươi lại muốn phá hoại phần cảm tình này hiện tại ta chẳng muốn phí lời với các ngươi cho hai người các ngươi lựa chọn một mời chúng ta vào thành hai ta bắt các ngươi các ngươi lại mang chúng ta vào thành các ngươi chọn cái nào ha ha, ỉ vào nhiều người bắt nạt ít người sao. Đặng lợi cười gần, chương 2450, bái phục thượng. Người thật là ngây thơ, đây chính là thông thiên quan, chúng ta ở đây không biết sinh sôi bao nhiêu đời, cùng chúng ta so nhiều người. Hắn lấy ra một cái sừng trâu, nhưng toàn thân màu vàng, sau đó đưa lên mép nói vài câu, chỉ một chút thời gian, liền thấy dưới thành lớn có từng đạo ánh sáng phun trào, xuất hiện từng người một. Nữ có nam có, có chút nam nhân ăn bẩn rất đơn giản, chính là bao bọc một tấm da thú, có chút nam nhân thì không khác tiên vực, Cẩm Y Ngọc phục cực kỳ hoa lệ. Nhưng các nữ nhân trang điểm đều là váy dài hoa lệ, trải qua phối hợp tỉ mỉ. Đặng Lợi cười ngạo nghễ nói: "So người, chúng ta càng nhiều." Trong khi nói chuyện, những người này đã đi tới bên cạnh Đặng Lợi, lệ hồng phi tổng cộng có 17 cái, lại thêm hai người Đặng Lợi là 19 cái. Tuy bọn họ trang điểm khác nhau, nhưng vừa đứng ở đó liền tỏa ra khí tức như hồng hoang mãnh thú. Đây là khí thế chỉ có trải qua vô số chiến đấu mới hình thành, cũng có thể bởi vậy kết luận bọn họ đều là thổ dân của Thông Thiên Quan." Lang Hàn lạnh nhạt nói, "Chúng ta nhận lệnh của Tiên Vương đến Thông Thiên Quan, vì sao các ngươi làm khó dễ? Đánh người của chúng ta, còn nói chúng ta làm khó dễ?" Một tên thổ dân lập tức nhảy ra ngoài, tuy hắn một thân hoa phục, nhưng khó nén khí tức nguyên thủy trên người, có vẻ cực kỳ táo bạo. "Chúng ta vì Tiên vực chảy máu hy sinh, không phải là vì để cho các ngươi nhục nhã." cái chụp mũ này có chút lớn lang hàn lắc đầu nói thật là muốn thêm tội lời gì cũng nói được đến đây đi nếu các ngươi đều thích đánh nhau đến cùng tiến lên ta liền đánh phục các ngươi ngông cuồng bọn người lệ hồng phi trách mắng lang hàn nở nụ cười các ngươi không phải muốn đánh sao khách khí cái gì chớ phí lời với bọn họ trước tiên đánh một trận cho bọn họ một cái dao oai phủ đầu đặng lợi không kiên nhẫn nói đúng trước tiên đánh lại nói có một cô gái khí thế hùng hổ, 19 người đều nóng lòng muốn thử, ánh mắt nhìn chầm chầm đám người lăng hàn như sói nhìn thỏ nhỏ. Lăng hàn quay đầu nhìn về phía đám người lăng hỏa nói. Các ngươi lui xuống trước đi, chủ nhân, 9 người lăng hỏa không cam lòng kêu lên, bọn họ cũng muốn chiến đấu, nhưng lăng hàn vừa ra tay, bọn họ khẳng định không có cơ hội. Lăng hàn cười ha ha, không có chuyện gì, sau này có chiến đấu để cho các người đánh, hiện tại không có thời gian lãng phí ở trên người mấy tiểu lâu la này ngươi nói cái gì bọn người lệ hồng phi nghe được lăng hàn nói không ai không lộ ra vẻ giận dữ lại dám nói mấy người bọn hắn là lâu la tuy bọn họ không phải một đời xuất sắc nhất trong thông thiên quan nhưng mỗi người đều xuất thân đại gia tộc địa vị có thể nói cao cao tại thượng hiện tại lại bị khinh bỉ là tiểu lâu la tự nhiên để bọn họ khó chịu trước tiên bắt hắn không sai hắn thật giống như là người đứng đầu của những quỷ nhát gan này bắt giặc phải bắt vua trước cũng càng có cảm giác thành công 19 người đồng thời ra tay, muốn tập hợp lực lượng của mọi người trong nháy mắt bắt Lăng Hàn. 19 người đồng thời ra tay, mặc dù tu vi của bọn họ có chút chênh lệch, nhưng yếu nhất cũng là nhị bí, đại bộ phận là tam bí, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, uy lực tự nhiên là kinh thiên động địa. Có điều, 9 người Lăng Hỏa đều ôm hai tay ở trước ngực, có vẻ hoàn toàn không thèm để ý. Bọn họ đã thấy Lăng Hàn ra tay rất nhiều, chấn áp tam bí vương giả tự nhiên là như chơi đùa. Hiện tại Lăng Hàn bước vào nhất bí, vậy dù ngũ bí vương giả đến cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp vài chiêu mà thôi. có điều đám người lệ hồng phi lại không biết lang hàn mạnh như vậy, thấy lang hàn quả nhiên muốn đơn độc đối diện bọn họ, không khỏi đều cười gằn. không biết tự lượng sức mình, oanh, từng bàn tay lớn ghim xuống, phảng phất như từng ngôi sao rơi rụng, cực kỳ đáng sợ. lang hàn khẽ mỉm cười, tiện tay quét ra, oanh oanh oanh, 19 người nhất thời bị hắn chấn bay ra ngoài, mỗi một người đều miệng phun máu tươi. cái này vẫn là hắn hạ thủ lưu tình bằng không hắn có thể trong nháy mắt thuần sát 19 người kia. 19 người Lệ Hồng phi đều kinh hãi đến biến sắc, chỉ là nhất bí mà thôi, lại có thể trong nháy mắt oanh bại 19 người bọn họ, khái niệm này nghĩa là gì? Đế giả, đế giả cũng chỉ có thể vượt qua hai cấp vô địch, tương đương với Tam bí vương giả, nhưng trong bọn họ có 10 cường giả như vậy, làm sao cũng không nên bị Lăng Hàn một chiêu đánh bại a. À? Trên đế giả, Lệ Hồng phi run giọng nói, thân thể cũng run rẩy. Nhân vật như vậy ở Thông Thiên Quan được gọi là Đế Tinh, cao cao ở trên 9 tầng trời, để đế giả khác chỉ có thể ngước nhìn. Đế Tinh, Đặng Lợi cũng nói, vẻ mặt khó mà tin nổi, quỷ nhát gan ở trong mắt hắn, lại là Đế Tinh, bá chủ vô thượng ngày sau tất thành Tiên Vương tầng 9. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều dồn dập khom lưng, nửa quỳ trên mặt đất. Tham kiến đại nhân, người ở Thông Thiên Quan đều cực kỳ hiện thực, Đế Tinh tất có thể trở thành Tiên Vương tầng 9, đây là lực lượng mạnh mẽ nhất của Thông Thiên Quan, cũng là cột trụ chống đỡ dị vực sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, vì lẽ đó đám người đặng lợi lập tức dâng đầu gối, chịu thua. Lăng Hàn cũng sướng sờ, hắn gặp qua người muôn hình muôn vẻ, nhưng người như bọn họ cũng thật là hiếm thấy. Hắn gật gù nói, đứng lên đi, lúc này đám người lệ hồng phi mới đứng lên, một người nói. Xin mời đại nhân nhập quan, mọi người cùng đi, nhưng không có bay lên giữa bầu trời, mà đi tới dưới hùng quan, chỉ thấy trên mặt đất khắc họa trận văn, hiển nhiên niên đại đã lâu, có chút dấu vết đã loang lổ. Bọn họ đứng lên trận văn, Đặng Phi lại lấy kèn lệnh nói vài câu, một vệt hào quang cuốn qua, bao trùm toàn bộ bọn họ, thời điểm lại lóe lên, bọn họ đã xuất hiện ở trong thành lớn. Thông Thiên Quan, con đường cần trải qua khi trấn áp dị vực xâm lấn, cực kỳ hùng vĩ, mà khi bọn họ xuất hiện, lập tức liền cảm giác được một luồng khí tức thiết huyết sát phạt cùng cổ xưa thương tang phả vào mặt. Cho dù là người tính cách nhu nhược, đi tới nơi này đều sẽ bị cổ khí tức này cảm hóa, từ đó bắn ra một mặt cường tráng. Mời theo chúng ta. Đám người lệ hồng phi tiếp tục dẫn đường, mang theo 10 người lang hàn đi tới. Chương 2451, Bái Phục Hạ. Ở những nơi khác của Tiên vực, mỗi thành thị lớn như tinh thể, bởi vậy ở trong đó kỳ thực có núi sông, có sông lớn, sau đó mới là thôn trấn nằm dày đặc như sao, nhưng ở đây, không có núi, không có nước, tất cả đều là đá xây thành, tràn ngập khí tức nguyên thủy. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có thi thể của cường giả dị vực, bị trấn áp ở trong trận pháp, lấy ra ra năng lượng trong đó cung cấp hệ thống phòng ngự của toàn bộ thành lớn. Bọn họ đi tới hơn nửa ngày, mới đến trước một quân doanh, sau đó Lệ Hồng Phi mang theo 10 người lăng hàn vào, bái kiến người phụ trách ở nơi đây. Đó là một tên hán tử một mắt, mắt trái che lại bằng vải đen, tóc đen rối tung, người trên để trần, bắp thịt khối khối nhô lên, như nham thạch xây thành. Thang nguyên cảnh, lăng hàn thầm nói, hắn tu thành khi thiên thuật, đối với khí thức mẫn cảm nhất, nhưng bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, hắn cũng không thể nào phán đoán cảnh giới cụ thể của đối phương. Đệ tử của Thánh Nguyên học viện mới tới, hắn từ một mắt này hỏi, vâng, Lăng Hàn gật đầu, sau đó xoay người lại chỉ chỉ đám người Lăng Hỏa. Bọn họ đều là thị vệ của ta, hắn từ một mắt hơi kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm ứng được chín người Lăng Hỏa mạnh mẽ, ngược lại là Lăng Hàn thường thường không có gì lạ. Đây đương nhiên là bởi vì khi thiên thuật, hắn cũng không có quá mức hiếu kỳ nói, các ngươi liền sắp xếp ở dưới trướng của ta, chúng ta là đinh bộ thập thất doanh ta là thưởng cấp của các ngươi gọi nhiếp hòa sơn các ngươi trước tiên đi sắp xếp ta lại từ từ chia nhiệm vụ xuống lang hàn gật đầu nói đại nhân chúng ta cáo lui trước bọn họ ra phòng đá của nhiếp hòa sơn lệ hồng phi lần thứ hai tiến lên nói đại nhân ta đến sắp xếp nơi ở của các ngươi nói một chút tình huống gần nhất đi lang hàn hỏi vâng lệ hồng phi nói đều là đại sự phát sinh những năm này chính như vạn cổ tiên vương từng nói dị vực truyền đạt chiến thư về phía tiên vực, muốn cho thế hệ trẻ tuổi tiến hành tỉ thí, nhưng mấy năm qua đều chỉ là thiên tài cấp bậc chảm trần, phân hồn đang huyết chiến, vẫn không có tăng lên đến cấp độ tiên phủ. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, tình huống tiên vực thực sự là cực kỳ gay gâu. Bởi vì trẻ tuổi tiên vực cùng dị vực đánh 17 trận, nhưng mỗi trận đều thua, thiên kiêu của dị vực quá mạnh mẽ, từ chảm trần đến phân hồn, mỗi một cấp bậc đều vượt qua đế giả. Đặc biệt là phân hồn, không ít tu gia cường giả năm phân hồn, 6 phân hồn thậm chí 7 phân hồn, tuy khả năng vĩnh viễn không thể tu ra 9 phân hồn, nhưng thực lực so với đế giả 4 phân hồn phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là nghiền ép tuyệt đối, cũng bởi vì bại trận như vậy, tiên vực cũng không dám dễ dàng đáp ứng cùng dị vực triển khai tranh bá cấp bậc tiên phủ. Tại sao? Bởi vì tuy bên tiên vực có đế tinh như kỷ vô danh, Già lan, nhưng cảnh giới của tứ đại đế tinh này quá thấp, chỉ cần dị vực cũng có đế tinh như vậy, vậy chỉ cần đạt đến nhị bí hoặc tam bí, thì tuyệt đối có thể trấn áp đám người kỳ vô danh. Vì lẽ đó, bọn họ không dám dễ dàng đáp ứng giao thủ với dị vực lần nữa, chỉ lo lại tao ngộ một lần thất bại toàn diện, nói như vậy, sĩ khí của tiên vực sẽ bị đánh rơi đến đáy vực. Tiên vực nhất định sẽ lần thứ hai khai chiến với dị vực, sĩ khí đã xuống rất thấp, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, ít nhất cũng phải để đám người kỳ vô danh đạt đến ngũ bí lại tính. Vì lẽ đó, đoạn thời gian gần đây nhiều đế giả đều được đưa vào chỗ nguy hiểm nhất, ở trong huyết chiến tu luyện mau chóng tăng cao tu vi. Đương nhiên, bọn họ đạt được tài nguyên tu luyện cũng nhiều đến khiến người ta giận sôi, thiên tài địa bảo gì cũng có thể rót xuống. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân tại sao đám người lệ hồng phi cửu thị lăng hàn, chính là cảm thấy bọn họ không làm mà hưởng, không công bằng với người của thông thiên quan. Mặt khác, bởi vì đường nối hai giới trở nên càng ngày càng ổn định, có thể lại qua một thời gian, lực lượng cấp bậc thiên tôn cũng có thể thông qua, đến thời điểm ấy liền không phải trò đùa trẻ con này, mà là chiến tranh toàn diện. Vì lẽ đó, hiện tại các đời sau phải nhanh một chút trưởng thành. Lang Hàn ở lại, lập tức tiến vào trong Hắc Tháp luyện đan, mau chóng để đám người nữ hoàng đột phá tiên phủ. Ngoại giới chỉ qua một ngày, Lang Hàn liền luyện ra đủ Thiên Thu Nhất Mộng Đan, đủ bọn họ tiếp tục tiến vào thời gian bí cảnh. Chương 2452, khu vực trung lập. Lang Hàn ở trong Hắc Tháp tu luyện, mà bốn người nữ hoàng thì lại tiếp tục dùng Thiên Thu Nhất Mộng Đan, xung kích tiên phủ cảnh. Trong thời gian bí cảnh không có khái niệm thời gian mà trong hắc tháp là 10 vạn lần thời gian gia tốc, bởi vậy ngoại giới vẻn vẹn chỉ qua một ngày, đám người nữ hoàng đã có thể xung kích tiên phủ vô số lần. Điều kiện trước tiên là, cần có đủ thiên cổ nhất mộng đan. Sau 3 ngày, hổ nữ là người thứ nhất đột phá, về sau chỉ một hồi, nữ hoàng cũng theo sát đột phá, sau đó lại qua một ngày, vũ hoàng cũng thành công đột phá tiên phủ. Vũ hoàng chậm, đó là bởi vì chín phân hồn đột phá tiên phủ hiển nhiên càng khó. Lại hai ngày sau, như yêu nữ mới đột phá tiên phủ. Mà lúc này, nhiếp hòa sơn cũng phát ra mệnh lệnh, thập thất doanh toàn thể điều động, đi vào khu vực trung lập tiến hành rèn luyện. Ở khu vực trung lập này, quy tắc hai giới phát sinh va chạm kịch liệt, đại địa xé rách, càn khôn biên đảo, quy tắc hóa thành mảnh vỡ, cũng sinh ra rất nhiều quái vật. Không thuộc về tiên vực, không thuộc về dị vực, độc lập thế gian. Đám người Vũ Hoàng cũng đi đưa tin một hồi, đều bị nhét vào đinh bộ thập thất doanh, do nhiếp hòa sơn thống lĩnh. Ở trong doanh trại này, ngoại trừ có học sinh ưu tú của Thánh Nguyên Học Viện, còn có thế hệ trẻ tuổi thổ dân ở Thông Thiên Quan, hình thành một tổ hợp như thế. Tổ hợp như vậy còn có rất nhiều, vì chính là thông qua chiến đấu tàn khốc mau chóng tăng lên tu vi của mọi người. Thập thất doanh tổng cộng có 214 người, lấy 10 đến 12 người làm một tiểu đội, mỗi một đội đều có một tên đội trưởng. Bởi vì đám người lăng hàn đến muộn, bọn họ bị chia ra phân đến trong 20 tiểu đội này, không có ở cùng nhau, tuy bọn họ có kiến nghị, nhưng nhiếp hòa sơn không cùng ý, bọn họ cũng chỉ đành tạm thời trước tiên như vậy chương 2452, 2, khu vực trung lập hạ. Ở dưới dẫn dắt của nhiếp hòa sơn, bọn họ ra thông thiên quan, tiến vào khu vực trung lập kia. Đi non nửa ngày, nhiếp hòa sơn liền để 20 chi đội tự do hành động. Đội trưởng của đội lăng hàn tên Thẩm Siêu, là thổ dân của thông thiên quan, tu vi đạt đến tiên phủ ngũ bí, hơn nữa còn là một vị đế giả, cực kỳ bất phàm. Đừng xem thông thiên quan nhìn như vùng đất cằn cối, điều kiện ác liệt, nhưng hoàn cảnh thiết huyết, tàn khốc xúc tích ra vô số thiên tài, Thẩm Siêu chỉ là một người trong đó, cũng không được cho là cấp bậc đứng đầu nhất. Giống đám người lệ hồng phi, Thẩm Siêu đối với đệ tử của Thánh Nguyên Học viện là không có hảo cảm gì, ánh mắt đảo qua thì mang theo xem thường rõ ràng, đối với năm tên đệ tử Thánh Nguyên Học viện trong đội ngũ đều cực kỳ khinh bỉ. Hàn Thiếu, bốn tên học sinh của Thánh Nguyên Học viện tự nhiên nhận ra Lăng Hàn, đều đi qua chào hỏi. Bốn người đều là phân hồn cảnh, thiên hồn, địa hồn, âm hồn, dương hồn vừa vặn một cảnh giới một cái, hẳn là cố ý sắp xếp như thế. Lăng Hàn gật gù, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ đã tiến vào một thung lũng, trên vách núi có vết nước rộng chừng ba trượng, nhìn vào trong đó thì sâu không lường được, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Mà nếu phóng ra thần hồn đi vào, vậy liền như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt sẽ biến mất. Không gian này bị vặn vẹo, phá hoại, hơn nữa còn không phải hư không bình thường, mà là hai thế giới va chạm hình thành, bên trong đến cùng là tình huống thế nào, không có ai biết. Tiên vương có thể đi vào tìm tòi, nhưng nơi này bị thiên địa của hai giới áp chế ngay cả thăng nguyên cảnh cũng không thể tiến vào tiên vương càng không thể nếu như mạnh mẽ chui vào sẽ để bản thân đổ nát cái khu vực này xuất hiện thời gian cũng không lâu bọn người lăng hàn muốn làm một là rèn luyện hai là vẽ địa đồ của nơi này ngày sau cái này chính là chiến trường lớn để hai giới giao chiến nhất định phải rõ ràng tình huống của nơi này đương nhiên khẳng định đã có người điều tra tình huống của nơi này xác định cấp nguy hiểm của nơi này nếu không, cũng không thể để bọn họ tùy tiện tiến vào được. Thẩm siêu chia người làm bốn tổ, mỗi tổ hai đến ba người, sau đó để bọn họ phân tán hành động, đi quan sát địa hình, cũng vẽ địa đồ. Nhóm nhỏ của Lăng Hàn tổng cộng có ba người, trừ hắn ra, hai người khác đều là học sinh của Thánh Nguyên Học Viện, một người tên Lục Trấn, một người khác tên Mai Hoa, phân biệt là âm hồn cùng địa hồn, tự nhiên lấy hắn làm chủ. Bọn họ bị phân phối đi tới vùng thung lũng phía tây, hoàn cảnh của nơi này cực kỳ gai gâu, con đường gồ ghề, che kín đá nhọn, như lợi kiếm, có thể dễ dàng xé rách lòng bàn chân của bọn họ. Bởi vì nơi này không có quy tắc tiên vực, bọn họ tự nhiên không cách nào phi hành. Mạnh mẽ phi hành không phải là không thể, nhưng sẽ tiêu hao quy tắc khóa lại trong cơ thể của bọn họ, trời mới biết nơi này có nguy hiểm gì, một khi tiêu hao hết quy tắc, thực lực của bọn họ sẽ rơi xuống tới sáng thế cảnh. Nhưng Lăng Hàn không có như vậy lo lắng, bởi vì hắn có hắc tháp. Coi như hắc tháp là thiên tôn trí bảo, vậy cũng không thể sinh thành quy tắc, thế nhưng nó có thể hấp thu lượng lớn quy tắc dự trữ, hơn nữa so với bản thân lăng hàn khóa lại thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, tương đương với một tên thậm chí vài tên tiên vương tầng 9 dự trữ. Chuyện này ý nghĩa lăng hàn có thể không kiêng kỵ mà sử dụng quy tắc, một tên tiên phủ tiêu xài như thế nào đi nữa, lại muốn bao lâu mới có thể tiêu hao hết một tên tiên vương tầng 9. Hầu như là chuyện không thể nào, chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không nói ra, đây là lá bài tẩy của hắn, sau này ai muốn dùng sa luân chiến tiêu hao hết lực lượng của hắn vậy chính là tốn sức trắng ngược lại sẽ làm hắn tìm được lỗ thủng một đòn chiến thắng bọn họ đều lấy quy tắc hộ thân cơ thể hơi bay lên lẩn tránh đá nhọn thương tổn tiêu hao quy tắc cũng không lớn phu một sinh vật hình thù kỳ quái đột nhiên xuất hiện nửa người trên của nó như người nhưng nửa dưới như mãnh hổ toàn thân tỏa ra ánh sáng lộng lẫy giống như lưu ly li, có thể hấp thu tia sáng nắm giữ năng lực ẩn hình cực mạnh bởi vậy khi nó xuất hiện ba người lăng hàn đều có chút xuất kỳ bất ý. Nó nhào ra, đánh tới ba người lăng hàn, hai tay vung vẩy, oanh, cuốn lên gợn sóng mạnh mẽ. Nơi này không phải là không có quy tắc, chỉ là không cách nào bị võ giả hai giới thuyên truyền, nhưng sinh linh sinh ra ở nơi này lại không bị giới hạn, một đòn vung ra, bóng trồng ngàn vạn. Lục Trấn khẽ quát một tiếng, chủ động đón nhận, oanh oanh oanh, bọn họ lập tức đại chiến. Lăng Hàn đầu tiên là không phản đối, con sinh linh này chỉ có sức chiến đấu cấp bậc địa hồn, nhưng rất nhanh hắn trở nên hứng thú bởi vì con sinh linh này vận dụng quy tắc cực kỳ quái lạ không thuộc về tiên vực nhưng cũng không phải dị vực sau khi hai thiên địa va chạm hai loại quy tắc cũng phát sinh va chạm sản sinh biến hóa to lớn có thể nói đây là tiểu thiên địa độc lập với tiên vực dị vực có điều quy tắc này cấp độ quá thấp áp chế cảnh giới của sinh linh nơi này nói thí dụ như chỉ có tiên phủ cảnh mới có thể đi vào nói rõ quy tắc của nơi này hạn mức tối đa cũng chỉ là cấp bậc tiên phủ nhưng vùng thế giới này chỉ vừa hình thành quy tắc còn có không gian trưởng thành rất lớn cực hạn còn có thể tăng lên cũng có thể đạt đến cấp bậc thăng nguyên cảnh thậm chí là tiên vương có ý tứ hắn thầm nói bay lên một ý nghĩ nếu như có thể tìm hiểu quy tắc của nơi này vậy có phải là ý nghĩa sau này hắn tiến vào dị vực cũng có thể tìm hiểu quy tắc của dị vực không nơi này là hai thiên địa va chạm hình thành quy tắc cũng như thế vừa có tiên vực lại có dị vực nếu như lăng hàn ngay cả quy tắc của nơi này cũng không thể tìm hiểu vậy thì sao tìm hiểu quy tắc của dị vực? Lục Trấn cùng sinh linh kỳ quái kia ác chiến, đánh cho khó phân thắng bại. Bởi vì khu vực này là gần đây mới sinh ra, hình thành sinh linh đặc thù, nắm giữ quy tắc đặc biệt, bởi vậy Lăng Hàn cũng không cách nào phán đoán con sinh linh này đồng dạng là địa hồn hoàng giả, hay thiên hồn vương giả, hay cái khác. Đối với khu vực này, đối với sinh linh mới trong khu vực này, tất cả hiểu rõ đều không nhiều. Nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định, nếu Lục Trấn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thắng lợi, vậy hắn nhất định không thể thắng. chương 2453, thiên địa mới. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cơ thể hắn tổn chữ quy tắc sẽ rất nhanh tiêu hao hết, đến thời điểm ấy sức chiến đấu của hắn sẽ giảm mạnh, bị con sinh linh này dễ dàng giết chết. Tuy Lục Trấn cũng biết điểm ấy, nhưng không chút kinh hoàng, bởi vì sau lưng của hắn có lăng hàn chống, vạn nhất hắn không địch lại, chỉ cần lăng hàn ra tay liền có thể trong nháy mắt chân áp đối thủ của mình. Trong thời gian ngắn, lăng hàn không có tính toán ra tay, hắn phỏng đoán quy tắc đặc biệt của nơi này trực tiếp tìm hiểu khó như lên trời thật giống như hắn muốn đi vào một hệ thống võ đạo khác không có người dẫn đường đây cơ hồ là chuyện không thể nào chỉ là quy tắc trong cơ thể sẽ bài xích nhưng sinh linh ở nơi đây ra tay có thể cho lăng hàn tham khảo để hắn có một tia hy vọng từ con sinh linh này ra tay bắt lấy quy tắc của nơi đây có điều chiến đấu đến canh giờ thứ tư lục trấn nhất thời rơi vào trạng thái không chống đỡ nổi hắn không thể áp chế lại sinh linh kia quy tắc trong cơ thể đã tiêu hao gần đủ rồi, để hắn rơi vào khốn cảnh. Mặc dù biết sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sắc mặt hắn khó coi, là một hoàng giả, hắn tự nhiên kiêu ngạo ngút trời, cho rằng không có đối thủ trấn áp không DC, hiện tại như vậy, để trên mặt hắn khó coi. Lăng Hàn vẫn không có ra tay, với võ giả mà nói, trải nghiệm giữa sống và chết là cực kỳ trọng yếu, có thể kích phát tiềm lực, đương nhiên, Lục chân biết hắn nhất định sẽ ra tay, nên không thể hoàn toàn bước ra tiềm lực của mình này ngược lại không quan trọng lắm, Lăng Hàn không có ý nghĩ bồi dưỡng người này, chỉ nể tình đều là người tiên vực, hắn sẵn lòng cho đối phương một cơ hội. Lại chiến một nén hương thời gian, lục trấn ngàn cân treo sợi tóc, trên người không ngừng chảy huyết, có điều hắn cũng rất sĩ diện, từ đầu đến cuối không có cầu viện Lăng Hàn. Nhưng tình huống của hắn càng ngày càng nát, sinh linh kia đột nhiên hóa tay thành kiếm, đâm tới gáy của hắn. Đòn đánh này vừa nhanh vừa độc, trên cánh tay có phủ văn quái lạ gì đó lấp lẽ, nếu bị đâm trúng, phỏng chừng lấy trạng thái hiện tại của lục trấn chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, từ chiến đấu đến hiện tại, sức chiến đấu của con sinh linh này vẫn đang tăng lên, chỉ là cái biên độ này cực kỳ nhỏ. Nhưng lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể thấy rõ, tựa hồ con sinh linh này nguyên bản không hề có kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại là dần dần lĩnh ngộ. Có thể nói, khu vực này vẫn ở vào trạng thái thiên địa sơ khai, bởi vậy sinh linh cực kỳ nguyên thủy, võ đạo vừa mới bắt đầu phát triển, mỗi một sinh linh đều có không gian trưởng thành rất lớn. Trong lòng nghĩ như thế, Lăng Hàn tùy ý ra tay, nắm lấy sinh linh kia, sau đó vứt xuống đất, oanh, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu không thấy đáy, sinh linh kia đã biến mất sạch sẽ. Lăng Hàn hơi líu lưỡi, nếu như hắn ném ở chỗ khác, phòng trừng phạm vi trăm dặm ở phụ cận sẽ phát sinh vụ nổ lớn, toàn bộ lún xuống, nhưng hiện tại lại chỉ có một cái hố nhỏ, đủ thấy thiên địa kết cấu ở nơi đây vững chắc đến cỡ nào. Hắn lại lấy tay, nguyên lực phun trào, bắt sinh linh kia từ dưới nền đất ra. Ô! Lục Trấn cùng Mai Hoa đều kinh ngạc thốt lên, bởi vì tuy con sinh linh này tay chân rủ xuống, nhưng lại không có một nơi bị thương. Phải biết, nó là bị nhất bí đế giả tàn nhẫn quăng ngã. a. À. Lăng Hàn đưa tay kéo ra của con sinh linh này, đùng, lại gãy trở lại, cho thấy co giãn kinh người. Cái phòng ngự này, có chút kinh người, hắn gật gù, chẳng trách ta bắn chúng nó nhiều lần như vậy, nhưng căn bản tổn thương không được nó. Lục Trấn hút vào khí lạnh, trước đúng là hắn chiếm ít thượng phong, đánh chúng sinh linh kia rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp kiến công. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, thiên địa sơ khai, nhóm sinh linh đầu tiên sinh ra được gọi là nguyên thú, sức chiến đấu mạnh hơn sinh linh hậu thế rất nhiều. Hàn thiếu, ngài là nói nơi này cũng là thiên địa sơ khai sao? Lục Trấn cùng Mai Hoa đều kinh ngạc thốt lên, bọn họ chỉ biết đây là khu vực hai giới va chạm hình thành, nhưng chưa từng nghĩ tới những chuyện khác. Lăng Hàn gật đầu, lực lượng thiên địa là mạnh nhất, mới có thể áp chế thiên tôn, vì lẽ đó thiên tôn dị vực không vào được, chỉ có thể chờ đợi đường núi hai giới ổn định mới phát động công kích bén nhọn nhất. Quy tắc chỉ là phụ thuộc thiên địa mà thôi, nơi này như thiên địa sơ khai, tất nhiên sẽ sản sinh một nhóm sinh linh mạnh mẽ thuộc về thế giới này, chỉ là hiện tại vùng thế giới này còn quá non, quy tắc giới hạn ở cấp bậc tiên phủ, vậy sinh linh mạnh nhất cũng chỉ là tiên phủ xuất sắc mà thôi. Hết cách rồi, vùng thế giới này chỉ là hai thiên địa vốn có va chạm hình thành, nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là một khu vực mà thôi, không phải thiên địa chân chính. Lăng Hàn đưa tay đặt lên đầu con sinh linh kia, đi đọc ký ức trong đó. a à, hắn bỗng nhiên rút lui, trong mũi, mắt đều chảy ra máu tươi, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên cực kỳ kịch liệt, thật giống như muốn nổ tung. Hắn không khỏi ngơ ngác, phải biết hắn tu luyện trái tim thành bí cảnh thứ nhất của thân thể, giật động ra quy tắc thời gian, cái này vẫn suýt chút nữa nổ tung, có thể suy ra nguy hiểm đến cỡ nào. Hàn thiếu, lục trấn cùng mai hoa vội vã từ hai bên đỡ lấy lăng hàn, lăng hàn đứng nghiêm khoát tay một cái nói ta không có chuyện gì có điều các người tuyệt đối không nên nỗ lực đi lấy ký ức của con sinh linh này nguy hiểm rất lớn hai người lục trấn đều gật đầu ngay cả lăng hàn cũng thảm như vậy nếu như bọn họ làm thế vậy tuyệt đối là chịu chết lăng hàn lau máu trên mặt chưa từ bỏ ý định lần thứ hai đưa tay đi qua oanh một luồng khí thức đáng sợ kéo tới tràn ngập hỗn độn thật giống như có thể thôn vệ tất cả lăng hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh đối kháng phu trên thân thể của hắn hiện ra đạo đạo kim quang, hóa thành từng cái phù hiệu cổ điển, thiên địa bất dung, bởi vì lục chấn, Mai Hoa nhìn một chút liền cảm thấy trước mắt đen kịt, trong đầu trống trơn, cái gì cũng không lạc ấn được. Đây là đại đạo chân giải vượt qua quy tắc, có thể coi là một loại quy tắc khác, bọn họ tự nhiên không thể phỏng đoán. Không có hắc tháp, Lăng Hàn cũng không thể tu thành bất diệt thiên kinh, trừ khi hắn đạt đến thiên tôn, lại quay đầu trùng tu, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? chương 2454 Con Mắt khí tức hỗn độn muốn thôn vệ linh hồn của Lăng Hàn, hoặc là đồng hóa hắn, kéo vào trong bóng tối vô tận. Trong lòng Lăng Hàn bay lên hiểu ra, đây là quy tắc hai giới dung hợp, vì lẽ đó sinh linh nơi này không thể tránh khỏi mang theo khí tức của dị vực, tràn ngập giết chóc. Hắn thử nghiệm đi phá giải quy tắc trong đó, nhưng phát hiện đây là phí công, những quy tắc này tất cả đều là mảnh vỡ, căn bản không thể phỏng đoán, chỉ có thể do thiên địa tự nhiên hình thành. Hết cách rồi, đây không phải là đại thế giới chân chính, chỉ là hai thế giới, hai loại quy tắc va chạm hình thành khu vực nhỏ. Thế nhưng, hắn thông qua những mảnh vỡ quy tắc này, bắt lấy một ít lân sừng của quy tắc dị vực. Chỉ ít sau một canh giờ, Lăng Hàn rốt cục buông lỏng tay ra. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt khô cứng, duỗi tay sờ, đã thấy trên tay tất cả đều là vải máu. Lúc đối kháng thiên địa ý chí trong con sinh linh kia, cơ thể của hắn lại chịu đựng không được, thất khiếu không ngừng chảy máu, mới sẽ làm đầy mặt hắn đều là vải máu. Thân thể hắn run run, không chỉ trên mặt, trên da cũng chảy ra máu tươi, kết thành vảy máu, để hắn sắp biến thành một quái vật. Có điều, hắn chịu đựng quy tắc dị trùng xung kích, con sinh linh kia cũng như thế, nó không cường đại bằng lăng hàn, đã biến thành một thi thể, mỗi một tấc da đều nứt ra, nhưng tỏa ra một mùi thơm. Kỳ thực lăng hàn không phải đối kháng con sinh linh này, mà là quy tắc của nơi đây, kết quả là hắn miễn cưỡng có thể đối kháng. Dù sao, đây là ý chí thiên địa, hắn không có bị chấn chết đã tốt lắm rồi. Đây là... Tiên dược, lục trấn đột nhiên kinh ngạc thốt lên, hắn vạch thân thể của con sinh linh kia, ở trong trái tim của nó lại xúc tích một cây cỏ nhỏ, kết ra bảy trái cây, mùi thơm ngát chính là từ trên trái cây tản mát ra. Lăng Hàn lấy ra nhìn, lông mày không khỏi nhăn lại. Tiên dược này hẳn là đối lập với nơi đây, vì lẽ đó chúng ta ăn vào phỏng trừng cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Hắn trầm ngâm một hồi, vẫn phân ra hai trái cây cho lục trấn, mai hoa. Trước tiên cầm lại nói, lục trấn cùng mai hoa đương nhiên sẽ không từ chối tiên dược lại kỳ quái cũng là tiên dược bọn họ cũng không dám nói lăng hàn độc chiếm năm trái bởi vì con sinh linh này vốn là lăng hàn chém giết không chia cho bọn họ cũng có thể tiên dược a cho bọn hắn một phần đã rất hào phóng lăng hàn thu tiên dược còn cất đi thi thể của con sinh linh này hắn cảm thấy rất hứng thú với nơi này dự định phải cố gắng nghiên cứu một chút bọn họ tiếp tục tiến lên đi tới khu vực mục tiêu bắt đầu tỉ mỉ quan sát vẽ địa đồ hàn thiếu người mau tới đây xem lục trấn đột nhiên chạy tới lang hàn đi theo hắn chỉ thấy ở vách núi có một cái cửa động nhỏ đen thùi lùi liền cái này lang hàn kinh ngạc cái này có gì đáng xem hàn thiếu kiên nhẫn một chút lục trấn nói chờ một hồi lâu hô lang hàn chỉ cảm thấy một nguồn lực lượng dẫn dắt hấp dẫn hắn di động về phía cửa động kia hắn vội vã vận chuyển lực lượng quy tắc thân hình nhất thời dừng lại nhưng lục trấn không có thực lực như vậy thân thể gấp hạ về phía trước cũng còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, một bên động một bên ưỡn ẻo thân thể lấy tá lực, duy trì thân thể không ngã. Có điều, cái sức hút này cũng chỉ kéo dài một lúc, rất nhanh liền biến mất rồi. Quái lạ, Lăng Hàn đi tới trước cửa động, thả thần thức đi vào. Tiến vào hơn trăm dặm, động này không có biến hóa chút nào, cực kỳ hẹp, lại tới hơn ngàn dặm, cái này đã tiếp cận cực hạn của Lăng Hàn, ở trong vùng thế giới này, thần thức cũng chịu đến hạn chế rất lớn. Hắn còn có thể xuống chút nữa, nhưng bỗng nhiên bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm thần thức nhất thời như thủy triều trở lại trong cơ thể cảm giác dùng mình kéo tới lăng hàn chỉ cảm thấy mình thật giống như bị đồ vật nguy hiểm gì đó nhìn chằm chằm cái cảm giác này vô cùng không tốt để hắn không tự chủ được toát ra mồ hôi trên lưng ướt đẫm hắn lại nhìn về phía cửa động nhỏ kia đột nhiên cả người lông tơ dựng đứng một con mắt hắn nhìn thấy một con mắt đang theo dõi hắn vô tình mà lại lạnh lùng hàn thiếu lục trấn vội vã tiến tới nhìn về phía cửa động nhưng cái gì cũng không thấy lăng hàn vung tay lại nhìn về phía cửa động lần này hắn không nhìn thấy bất luận đồ vật gì nhanh đi mặc dù lục trấn có chút không rõ nhưng bọn họ cũng gần như hoàn thành nhiệm vụ liền không phản đối lại nói hắn phản đối cũng vô dụng há có thể trái ý lăng hàn bọn họ kêu lên mai hoa hầu như là thảm bại mà chạy cho đến khi ra khỏi sơn cốc hàn ý trong lòng lăng hàn mới dần dần biến mất hắn có thể khẳng định kia nhất định không phải ảo giác của hắn. ở phía dưới thung lũng này ẩn phục một sinh linh đáng sợ, có thể làm cho nhất bí đế tinh như hắn cũng kiêng kỵ như vậy, kia tất nhiên là vượt qua cấp bậc tiên phủ. thang nguyên cảnh, nhưng vùng thế giới này không phải chỉ có thể chứa đựng tồn tại cấp bậc tiên phủ sao? không đúng, vùng thế giới này chỉ vừa hình thành, quy tắc đang diễn hóa, vậy sẽ đản sinh ra sinh linh cấp bậc thang nguyên lại có gì đáng kinh ngạc? chỉ là quy tắc chưa hoàn thiện vì lẽ đó con sinh linh kia không cách nào xuất thế chỉ có thể dò xét một chút nếu không thì vừa nãy hắn không cách nào từ trong thung lũng rời đi đương nhiên hắn không tiết lộ ra hắc tháp sinh linh thăng nguyên cảnh kia cũng không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn ta phải nhanh một chút tăng thể phách lên lang hàn thầm nói thế nhưng đến cấp độ hiện tại của hắn tăng thể phách lên không chỉ là bị xét đánh đơn giản như vậy mà cần tiên dược vô tận phối hợp bất diệt thiên kinh tiến hành rèn luyện nói cách khác hắn cần tiền 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 tiền, hắn thực sự là thiếu tiền, tại sao các người trở về? Thẩm siêu xuất hiện, ánh mắt đảo qua ba người Lăng Hàn, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Nhiệm vụ hoàn thành, Lăng Hàn từ tốn nói, ném địa đổ tới. Thẩm siêu tiếp cận, lấy thần thức quét một hồi, nhưng không phát tác được, bởi vì tấm bản đồ này xác thực đã hoàn thiện. Ta còn có việc muốn bẩm báo nhiếp đại nhân, Lăng Hàn lại nói, Thẩm siêu lập tức hừ một tiếng. Có chuyện gì có thể nói với ta, tại sao phải vượt cấp đăng báo? Hơn nữa, bản đồ này của các ngươi là chính xác sao, sẽ không phải là các ngươi tùy ý vẽ ra lừa gạt chứ?" Lăng Hàn hơi nhướng mày, không vui nói, "Ta cũng không có tẻ nhạt như thế. Chương 2455, chiến, ngươi dám ngụy biện với ta?" Thẩm Siêu uy nghiêm đáng sợ nói, ánh mắt nhất thời trở nên nguy hiểm. Lăng Hàn biết đối phương có một loại bài xích tự nhiên với học sinh của Thánh Nguyên Học viện, nhưng biết là biết, tại sao hắn phải ăn nói khép nép ở trước mặt đối phương. Hắn lạnh nhạt nói, là ngươi không có chuyện gì tìm việc a à. lớn mật thẩm siêu gầm lên một tiếng bỗng nhiên ra tay chộp tới lăng hàn hắn là ngũ bí đế giả thực lực đương nhiên kinh thiên động địa đạo quang đan dệt như bá chủ vô thượng lăng hàn rất mạnh hắn ở phân hồn thì tương đương với tiên phủ nhất bí hiện tại lại bước vào tiên phủ đương nhiên tương đương với tu gia nhị bí cảnh nhưng coi như hắn là đế giả cũng chỉ có thể so với tam bí cảnh so với ngũ bí đế giả vẫn có tranh lệch cực lớn gắng gượng chống đỡ đó là muốn chết, Lăng Hàn triển khai hư linh không gian, hóa thân ngàn vạn. Tuy hắn chia lìa chín đạo thiên địa bản nguyên ra ngoài, nhưng ở trong người lưu lại chín đạo lạc ấn của thiên địa bản nguyên, năng lực nắm giữ sẽ không biến mất, ngược lại, hắn vẫn có thể từ trong những lạc ấn này tiếp tục thôi diễn bí mật của thiên địa bản nguyên. Oanh, một trào này của thẩm siêu nhất thời thất bại. Nhưng hắn chỉ cười gần, mình chỉ tùy ý làm, nhưng Lăng Hàn là thả ra đại chiêu, điều này có ý vị gì? Ở bên ngoài không có ảnh hưởng gì, nhưng nơi này là một khu vực độc lập chỉ có thể tiêu hao quy tắc khóa lại trong cơ thể chuyện này ý nghĩa là sức chiến đấu của mỗi người đều tương đương với một ao nước nhỏ một khi tiêu hao hết vậy chính là phế nhân hiện tại lăng hàn có thể né tránh công kích của hắn nhưng lại có thể né tránh tới khi nào hắn ra tay vô tình phải nhanh một chút cưỡng bức lăng hàn đến cực hạn thẩm siêu thật rất mạnh tùy ý mà làm cũng là sát chiêu uy lực lớn kinh người ngũ bí đế giả thật quá mạnh mẽ nếu như lăng hàn lựa chọn đấu đối diện với thẩm siêu, phòng trường hai ba chiêu sẽ bị trọng thương, giết chết. nhưng hắn đã từng nắm giữ qua chín đạo thiên địa bản nguyên, tu ra tiên phủ bí cảnh thứ nhất càng là lấy lực lượng thời gian rèn luyện, điều này cũng làm cho sức chiến đấu của hắn vượt xa cảnh giới. chỉ ít ở phương diện né tránh, thoát thân, hắn xác thực mạnh đến khiến người ta giận sôi. triển khai hư linh không gian, hắn hóa thân vô số, mà coi như thẩm siêu sử dụng kỹ pháp sát thương phạm vi lớn. Đồng loạt phá hủy toàn bộ hư linh không gian, hắn còn có quy tắc thời gian a. Hắn giảm bớt công kích đánh tới vạn lần, sau đó thong dong thoát thân rời đi, nhẹ như mây gió. Ngay cả Thẩm Siêu cũng không thể không khâm phục thực lực của Lăng Hàn, nhưng đây chỉ để ngạo khí của hắn càng thêm mãnh liệt, từng chiêu ra tay, nhất định phải bắt Lăng Hàn. Không nghĩ tới ngươi là Đế Tinh, hắn nói, có điều, thân là Đế Tinh nhưng lúc này mới đến, trong mắt ngươi căn bản không có trái phải rõ ràng đế tinh như vậy coi như trở thành tiên vương tầng 9 thì đã làm sao, chỉ có thể gặp phải nguy hiểm liền đầu hàng. Hắn vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ, chờ để ngươi ngược lại làm hại tiên vực, không bằng hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Hắn đằng đằng sát khí, ra tay càng nặng, lần này là thật muốn mệnh của Lăng Hàn. Vẻ mặt của Lăng Hàn lạnh lùng, có thể dụng ý của thẩm siêu là thật vì tiên vực, nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Ngươi muốn giết ta, lẽ nào ta còn phải mỉm cười đối mặt? hắn chỉ vận chuyển quy tắc không gian cùng thời gian, dù đấu với thẩm siêu. Quy tắc không gian đã đủ huyền diệu, mà quy tắc thời gian càng ngự trị ở trên tất cả quy tắc, cái này vận dụng vô cùng đơn giản, giảm tốc độ, gia tốc thời gian chảy trong một khu vực nhỏ, thậm chí ngừng lại thời gian. Đừng xem chỉ có ba công năng, nhưng ở trong chiến đấu, cái này lại cực kỳ mạnh mẽ, nếu như có thể vận dụng hợp lý, vậy lang hàn ngay cả tiên vương cũng có thể giết. Thẩm siêu cũng bắt đầu không tiếc tiêu hao, ngược lại cảnh giới của hắn cao hơn lang hàn, Quy tắc khóa lại trong cơ thể cũng khẳng định nhiều hơn Lăng Hàn, vậy chỉ cần lấy tốc độ tiêu hao tương đương Lăng Hàn, khẳng định là Lăng Hàn trước tiên tiêu hao hết quy tắc. Nghĩ như thế là chuyện rất bình thường, nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ tới, Lăng Hàn còn có bảo vật như Hắc Tháp, lực lượng quy tắc cuồn cuộn không dứt. Hai người ác chiến, nhưng trên tình cảnh chính là Thẩm Siêu đè Lăng Hàn đánh, Lăng Hàn không ngừng né tránh. Dần dần, người trở về càng ngày càng nhiều, nhìn thấy Lăng Hàn cùng Thẩm Siêu ác chiến đều nghỉ chân quan sát, một bên hỏi dò tình huống. Lục Trấn cùng Mai Hoa nói chuyện trải qua, những thổ dân đều lộ ra vẻ khinh thường, cho rằng Lăng Hàn xác thực thiếu giáo huấn, mà hai tên học sinh khác của Thánh Nguyên học viện thì âm thầm trợ huy thay Lăng Hàn, bởi vì thế đơn lực bạc, bọn họ không dám kêu ra tiếng. Chỉ là tình huống rõ ràng là, nhất bí sao so với ngũ bí. Huống chi ngũ bí này vẫn là đế giả, nếu không phải nơi này không được bổ sung quy tắc, ảnh hưởng thẩm siêu phát huy, hắn đã sớm thắng. Dù như vậy, Lăng Hàn cũng đang không ngừng bị thương, tiên huyết bay ra, đánh vào trên núi đá, từng tảng đá đều bị oanh thành cặn bã. Đây đương nhiên là Lăng Hàn cố ý, nếu không cho thẩm siêu chút ngon ngọt, đối phương làm sao sẽ tiếp tục đánh. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đều trở lại điểm xuất phát, nhìn thấy Lăng Hàn cùng thẩm siêu ác chiến. Lúc này, thẩm siêu cũng có chút cuốn lên, đánh lâu như vậy, nhưng hắn vẫn không thể nào bắt Lăng Hàn, hay là tiêu hao hết lực lượng của Lăng Hàn, tuy đối phương vết thương đầy giấy, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ở lần công kích sau ngã xuống, nhưng luôn có thể như kỳ tích mà chịu đựng được. Trái lại, quy tắc trong cơ thể hắn càng ngày càng ít. Tuy hắn tu ra thân thể bí cảnh thứ năm, khóa lại quy tắc nhiều kinh người, nhưng chỉ ra không vào, vậy khẳng định là có phần cuối. Hiện tại hắn cũng sắp đi đến phần cuối này, thiên địa vô cực, thiên cương nhất kích, hắn hét lớn một tiếng, sau khi xúc thế một hồi lâu, nổ ra một đại chiêu. Nhất thời, đầy trời tất cả đều là từng đạo từng đạo nguyên lực hóa thành lợi kiếm màu vàng, quấn quanh quy tắc hệ kim, cuồng quét về phía Lăng Hàn. Đòn đánh này bao trùm khu vực vô cùng lớn, Lăng Hàn mở ra hư linh không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong, mà Thẩm Siêu lại không tiếc đánh đổi lượng lớn quy tắc hệ kim, chính là muốn loại bỏ quy tắc thời gian của Lăng Hàn phong tỏa, giúp đỡ một đòn bá tuyệt này. Chương 2456, đánh người thoải mái thượng. Lăng Hàn cười hì hì, chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Xeo xeo xeo, vô số kim kiếm hạ xuống, hầu như cắm đầy thung lũng. Tất cả mọi người kinh hãi, sau đòn đánh này, Lăng Hàn còn khả năng sống sót sao? Quy tắc của nơi này hoàn toàn không hợp tiên vực, bởi vậy, quy tắc ngưng kim kiếm rất nhanh liền tan dã biến mất, nhưng giữa trường vẫn có cho bụi tràn ngập, đá vụn bắn bay, uy lực của đòn đánh này thực quá mạnh mẽ. Nhưng mà, khi cho bụi tản đi, mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Lăng Hàn vẫn đứng thẳng như cũ, tuy trên người có máu tươi, nhưng cả người tản mát ra khí thế cực kỳ bá đạo, càng có lửa giận vô tận đang sôi trào. Một luồng cảm giác kỳ diệu ở trong lòng mọi người bay lên, để bọn họ đều muốn quỷ xuống, quỷ bái Lăng Hàn. Lăng Hàn mở hai mắt ra, khóe mắt có máu, nhưng không ảnh hưởng phách khí của hắn chút nào, ngược lại làm cho ánh mắt trở nên càng thêm ác liệt, thiết huyết. Hắn nhìn thầm siêu, chiến ý như ca, len keng vang vọng. Dù Thẩm siêu là đế giả thì đã làm sao, đối mặt Lăng Hàn như vậy, trong lòng hắn bắt đầu phát lạnh càng chết người chính là lực lượng quy tắc của hắn vốn không nhiều hiện tại lại phát ra một đại chiêu như thế lực lượng quy tắc trong cơ thể đã tiếp cận hết sạch sức chiến đấu tất nhiên mất giá rất nhiều then chốt là lăng hàn làm sao có thể chịu đựng được một đòn như thế của hắn hơn nữa thân thể của hắn là động không đáy sao lại có thể khóa lại nhiều quy tắc như vậy đến lượt ta lăng hàn từng chữ từng chữ nói xèo dưới chân hắn giẫm một bước thân hình nhất thời gia tốc trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt thẩm siêu một quyền đánh mạnh. Hừ, thẩm siêu không kinh sợ, cho dù sức chiến đấu của hắn xuống thấp, vẫn như cũ còn ở trên lăng hàn. Trước lăng hàn có thể cùng hắn đọ sức, cũng không phải thực lực của đối phương mạnh làm sao, mà là vẫn né tránh, hiện tại mạnh bạo với mình, đây không phải muốn chết sao. Cho rằng quy tắc của mình sắp tiêu hao hết, liền có thể chuyển bại thành thắng. Ấu chỉ, hai người đấu đối diện, oanh, 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 quả nhiên vẫn là thẩm siêu càng mạnh hơn, mỗi đánh một quyền lăng hàn đều sẽ thổ huyết, nhưng hắn chỉ vận chuyển bất diệt thiên kinh cùng quy tắc hệ mộc thương thế liền khôi phục nhanh chóng nhưng thẩm siêu quá mạnh mẽ mạnh đến tốc độ khôi phục của hắn hoàn toàn theo không kịp rất nhanh ra chóc thịt bong lộ ra bạch cốt âm u nhưng mà lăng hàn chỉ vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch thân thể lập tức liền khôi phục lại trạng thái tốt nhất hắn lạnh lùng nhìn thẩm siêu chỉ có chiến ý dâng trào không có một tia tình cảm lúc này thẩm siêu là thật sợ rồi người con mẹ nó là quái vật bất tử sao bị tổn thương nặng như thế lại còn có thể đứng còn có thể tỏa ra chiến ý cuồng dã như vậy người không phải quái vật là cái gì lăng hàn không nói gì xèo lần thứ hai xuất kích xong quyền bạo oanh triển khai nộ quyền lần này hắn thực sự là phẫn nộ đến điên cuồng hoàn toàn tiến vào trong ý cảnh của quyền pháp triển khai xong quyền đầy trời tất cả đều là quyền ảnh của hắn chiến 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 hắn muốn chiến phá thiên không chiến hủy đại địa chiến thoải mái tràn trề thẩm siêu chịu đựng không được hắn vốn đã là nổ mạnh hết đà, trước tuy hung hăng phản kích, nhưng là phù dung chớm nở. Quy tắc trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết, sức chiến đấu rơi xuống tới đáy vực. Lần này đừng nói Lăng Hàn, tùy tiện đến một chảm trần cũng có thể xoay tay chấn áp thẩm siêu. Oanh, Lăng Hàn một quyền nện ở trên mặt của thẩm siêu, nhất thời để hắn máu mũi chảy dài. Có điều, Lăng Hàn rõ ràng đã khống chế cường độ, bằng không sau cú đấm này không phải sự tình chảy máu, mà là toàn bộ đầu bị đánh nổ. Hắn lại không phải Lăng Hàn, rể phách mạnh mẽ, ngươi không phải rất ngang tàng sao? Lang Hàn lại đập tới một quyền, ngang cho ta, lại ngang a? À. Hắn nói một câu liền đập một quyền, gương mặt của Thẩm Siêu nhất thời trở nên bầm tím không thể tả, rất nhanh tựa như đầu heo. Ta chọc giận ngươi sao? Không có, nhưng ngươi lại muốn đến gây chuyện, kháo, ngươi thích bị coi thường sao? Ta đối với người thích coi thường chỉ có một loại phương pháp xử lý, chính là đánh. Hắn không ngừng ra quyền, trên người Thẩm Siêu truyền ra âm thanh xương gãy bị lăng hàn đập đứt thậm chí đập đến nát tan a à, thẩm siêu chỉ có phần kêu thảm thiết ai quy định đế giả bị đánh liền không thể gọi những thổ dân đều giận dữ dồn dập lấy ra vũ khí nhắm ngay lăng hàn thả người bọn họ đều lạnh lùng nói nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là tứ bí hoàng giả dù sao từ đâu tới nhiều đế giả như vậy cho dù ở trên chiến trường thiết huyết này cũng không thể có mấy cái lăng hàn một tay nắm cổ áo của thẩm siêu một bên nhìn quét mọi người máu tươi trên mặt hắn còn không có lau ánh mắt lạnh lùng đảo qua để mỗi người đều thấy lạnh cả người liên tiếp lui về phía sau điều này làm cho những thổ dân đều nổi giận bọn họ thấy dị tộc cũng dám xông lên đánh mà từ nhỏ đến lớn bọn họ đã thấy rất nhiều lần dị vực công thành lần nào không phải người chết như mưa ngay cả cái này cũng không để bọn họ sợ hãi nhưng ở dưới một cái ánh mắt của lăng hàn liền lùi về sau để bọn họ làm sao chịu nổi tiến lên bọn họ lần thứ hai cất bước cùng nhau tiến lên triển khai vây công lăng hàn Lăng Hàn cười gần, lấy thẩm siêu vì làm vũ khí, ngúa lên cuồng quét về phía mọi người. Mọi người nhất thời sợ ném chuột vỡ đồ, căn bản không dám phát động công kích ác liệt. Người quá đê tiện, không phải nam nhân, những thổ dân đều quát lên, từng cái từng cái nổi trận lôi đình, càng muốn kích tướng Lăng Hàn, để hắn thả thẩm siêu xuống quyết một trận tử chiến. Lăng Hàn làm sao lưu ý, chỉ múa thẩm siêu lên tiến hành công kích. Mà sức chiến đấu của hắn cũng xác thực vượt xa những người khác, ngoại trừ tên tư bí hoàng giả kia ra, có ai có thể chống đỡ được hắn. Oanh oanh oanh, từng bóng người bay múa, không ai không bị lăng hàn đá bay, đánh bay ra ngoài, quăng ngã đầy đất. Cuối cùng, chỉ còn dư lại tên tư bí hoàng giả kia, bị lăng hàn lấy quy tắc thời gian ràng buộc, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại hơn vạn lần, chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng hàn vung thẩm siêu đập tới, đùng, hai người nhất thời đều vỡ đầu chảy máu, ngã thành một đoàn. Bốn tên đệ tử học viện đều dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn lăng hàn, đây cũng quá thần đi, để bọn họ kích động như gặp thiên nhân. chương 2457, đánh người thoải mái, hạ. Chỉ nhất bí mà thôi, nhưng ngay cả ngũ bí đế giả cũng có thể oanh bại, mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Bọn họ càng không thể nào hiểu được, tại sao lực lượng của Lăng Hàn phảng phất như dùng mãi không hết, nơi này lại không thể đạt được quy tắc bổ sung. Ngay cả ngũ bí đế giả cũng thất bại, vậy ở trong vùng thế giới này, còn có người là đối thủ của Lăng Hàn sao? Nửa ngày sau, mọi người mới từng cái tỉnh lại, nằm trên đất rên rỉ. Thẩm siêu cũng tỉnh rồi, hắn một tiếng không phát, thỉnh thoảng sẽ thừa dịp Lăng Hàn không chú ý liếc một cái, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Luận sức chiến đấu chân thực, hắn tuyệt đối nghiền ép Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn có thể vận dụng lực lượng quy tắc lại kéo dài không dứt, càng miễn cưỡng mài chết mình. Đương nhiên, nếu không có thân pháp của Lăng Hàn tinh diệu, am hiểu quy tắc thời gian, lại có năng lực hồi phục kinh người, hắn cũng không thể chống đỡ lâu như vậy. Nhưng những cái này thêm cùng một chỗ, để lăng hàn hoàn thành một kỳ tích lấy tu vi nhất bí đánh bại ngũ bí đế tinh xác thực châu bò nhưng chỉ là nhất bí nhiều nhất sánh ngang tam bí đế giả tuyệt đối không thể chống lại ngũ bí đế giả người trẻ tuổi này quả thực yêu nghiệt lăng hàn ho khan một hồi nói nếu tỉnh rồi vậy trở về thôi tất cả mọi người im lặng không lên tiếng lấy nhiều khi ít lấy mạnh bắt nạt yếu lại thảm bại những thổ dân này cũng thành gà chống bại trận không còn chút kiêu ngạo nào nữa bốn người lục trấn cực kỳ hưng phấn sau khi bọn họ tiến vào thập thất doanh liền bị thổ dân khinh bỉ, thậm chí còn ăn chút vị đắng, hiện tại Lăng Hàn đại phát thần uy ép thổ dân tới không hề có một chút tính khí, tự nhiên để bọn họ hả giận. Lăng Hàn đi đầu, mọi người xuất phát, bước về phía Thông Thiên Quan. Hồi lâu sau, bọn họ mới đi ra khu vực trung lập, lúc này, Nhiếp Hòa Sơn cùng 19 đội ngũ khác đã sớm chờ ở nơi đó. Nhìn thấy tất cả mọi người rủ đầu, tựa hồ chịu đến đả kích nghiêm trọng, những người khác đều dồn dập hỏi dò, cho rằng bọn họ gặp phải quái vật siêu lợi hại tập kích. Hàn Lâm, ta muốn đánh nổ ngươi. Cả người thẩm siêu run lên, ánh sáng quy tắc một lần nữa tỏa sáng, hắn lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nơi này đã là địa bàn của tiên vực, hắn có thể vận chuyển lực lượng quy tắc, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Lăng Hàn căn bản không thèm quan tâm, trực tiếp đi về phía nhiếp hòa sơn. Muốn chết, thẩm siêu nổi giận gầm lên một tiếng, mau chóng đuổi về phía Lăng Hàn, đấm ra một quyền. Vô. Động tác của hắn nhất thời ngừng lại, thật giống như bị một loại lực lượng vô hình hoàn toàn khống chế thân thể. Nhiếp Hòa Sơn lộ ra vẻ không vui nói. Người thân là đội trưởng, lại là ngũ bí đế giả, là để ngươi bắt nạt đội viên sao? Là hắn ra tay khống chế thẩm siêu, cường giả thăng nguyên cảnh ra tay, tự nhiên dễ như ăn bánh. Trên mặt của thẩm siêu tất cả đều là sắc mặt không phục, bởi vậy nhìn chừng chừng Nhiếp Hòa Sơn. Hắn là ngũ bí đế giả, chỉ cần vừa bước vào thăng nguyên cảnh sức chiến đấu của hắn sẽ không yếu hơn nhiếp hòa sơn, bởi vậy, hắn đối với nhiếp hòa sơn cũng không quá kính nể, không bao lâu nữa hắn liền có thể tiến vào tầng thứ này, ngang hàng với đối phương, thậm chí chân áp đối phương. Còn không lui xuống, nhiếp hòa sơn hừ nhẹ một tiếng, trong độc nhãn tỏa ra hàn ý. Sắc mặt thẩm siêu trắng nhợt, không tự chủ được lui trở lại. Tiên phủ cùng thăng nguyên trong lúc đó là cách một rãnh trời, không tu ra 11 bí cảnh thì làm sao có khả năng ngang hàng. Lăng Hàn liền nói, Nhiếp đại nhân, ta ở trong thung lũng phát hiện một chỗ không ổn." Hắn nói tình huống mình gặp phải một hồi, bao quát con mắt lóe lên một cái rồi biến mất kia. Nghe được hắn nói xong, không ít người đều cười nhạo, "Đùa gì thế, trong khu vực trung lập làm sao có khả năng tồn tại cấp bậc Thang Nguyên cảnh, phải biết ngay cả Tiên Vương tầng 9 cũng không thể tiến vào, sẽ bị thiên địa vĩ lực đè nát. Thang Nguyên cảnh có thể so với Tiên Vương tầng 9 sao?" Bởi vậy, sau khi Nhiếp Hòa Sơn nghe xong chỉ rất tùy ý gật đầu nói, ta sẽ điều tra, nhưng căn bản không muốn tra cứu, nhìn vẻ mặt của hắn liền biết rồi. Hắn phất phất tay, để mọi người dẹp đường hồi phủ. Lăng Hàn còn muốn lại nói, nhưng nhiếp hòa sơn căn bản không có để ý tới hắn, để hắn chỉ có thể bỏ đi ý niệm này. Trở lại nơi đóng quân, Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu tiên dược cùng con sinh linh kia. Trong khu vực trung lập khả năng đang sinh dưỡng sinh linh thăng nguyên cảnh. Chuyện này đối với thông thiên quan mà nói, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, bởi vì thăng nguyên cảnh tính là gì đâu, tùy tiện đến một vị tiên vương liền có thể đánh giết thành cặn bã. Bởi vậy, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cũng không có lãng phí thời gian với việc này. Dù sao, chỉ cần mình chú ý một chút liền sẽ không sao. Hơn nữa, nếu con sinh linh kia có thể xuất thế, nói rõ khu vực độc lập có thể chứa đựng lực lượng của thăng nguyên cảnh, vậy phương tiên vực cũng có thể cho lực lượng của thăng nguyên cảnh tiến vào, tương tự có thể chấn áp. Có ý nghĩ này, Lăng Hàn mới dự định trước tiên thả ra, bất quá hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy hắn ở trong hắc tháp nghiên cứu tiên dược cùng con sinh linh quái lạ kia khu vực trung lập quả nhiên quái lạ tiên dược không sinh ở trên đất mà sinh trưởng ở trong cơ thể sinh linh chờ đã đây không phải là một loại hình thức sinh mệnh mới sao lang hàn đột nhiên giật mình tiên dược cùng mãnh thú cộng sinh một thể quả nhiên chỉ có trong tân thiên địa mới có thể sinh ra có điều tiên dược này có ích lợi gì sao lang hàn lấy ra một trái cây ăn vào nhất thời một luồng lực lượng khổng lồ phun trào ở trong cơ thể hắn có một mặt hơi quen thuộc, cũng có một mặt cực kỳ tả ác, nhưng càng nhiều là năng lượng dồi dào trước nay chưa từng có. Hắn tinh tế lĩnh hội, hai giới va chạm, nhưng quy tắc vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, bởi vậy cây tiên dược này có một bộ phận là quy tắc của tiên vực, một bộ phận là dị vực, nhưng càng nhiều là sau khi hai người dung hợp, một loại quy tắc hoàn toàn mới. Nếu như có đủ nhiều tiên dược, ta có thể phỏng đoán ra một ít quy tắc của dị vực. Quy tắc không thể thông dụng, nhưng năng lượng là giống nhau tiên dược này vẫn có thể đẩy mạnh cấp độ nguyên lực của Lăng Hàn, tiến quân về phương hướng càng cao hơn. chương 2458 cắt xén, hắn ăn tiên quả còn lại, tỉ mỉ lĩnh hội một hồi, hắn ở mức độ nguyên lực đạt đến nhất bí trung kỳ, nhưng lĩnh ngộ quy tắc thì còn ở tiền kỳ, hầu như không nhúc nhích qua. Dù sao tiên phủ cảnh vượt qua một bước, cần thời gian quá dài quá dài. Cần đi kiếm một điểm tiên dược, Lăng Hàn lầm bẩm nói. Hắn cảm thấy rất hứng thú với khu vực trung lập kia, Càng muốn biết dưới lòng đất chất chứa sinh linh thế nào, vừa vặn sau lần hành động này, Nhiếp Hòa Sơn cũng cho bọn hắn kỳ nghỉ nhiều ngày để bọn họ tự do hoạt động. Lăng Hàn dự định kêu đám người Vũ Hoàng lại đi khu vực trung lập một chuyến. Hắn vẫn không có điều động, trong doanh đưa tới lượng lớn tài nguyên tu luyện, do đội trưởng tiến hành phân phối. Trần Long, tùy ba, thầm siêu kêu tên của từng đội viên, phân phát tài nguyên. Lục Trấn, phía trước phân phát đều là tài nguyên của những thổ dân, cuối cùng mới là bọn người Lăng Hàn. Lục Trấn tiến lên, khi thẩm siêu ném qua một cái không gian dung khí, hắn kiểm tra, nhất thời biến sắc nói. Làm sao chỉ có một chút xíu tài nguyên tu luyện như thế? Làm sao, ngại ít, thẩm siêu đảo qua một chút, trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ. Kha kha kha, đội viên thổ dân khác dồn dập ôm hai tay đi tới, đầy mặt đều là nụ cười không có ý tốt. Lục Trấn há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng không hé răng, đi qua một bên. Khóe miệng của thẩm siêu hơi phủi xuống, có vẻ khinh bỉ, sau đó nói. Mai Hoa, Mai Hoa đi tới, nắm một cái không gian dung khí, tương tự lộ ra vẻ giận dữ. Đây chỉ có một phần mười lần trước, vậy thì như thế nào? Thẩm siêu lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt hung ác, như một mảnh hổ nhìn chầm chầm con mồi. Mai Hoa giận mà không dám nói gì, chỉ siết tay lui xuống. Sau đó hai người khác cũng như thế, đạt được tài nguyên tu luyện thật ít ỏi, rồi lại không dám kháng nghị thẩm siêu. Hàn Lâm, thẩm siêu rốt cục gọi tên của Lăng Hàn, Lăng Hàn đi lên phía trước, xoạt, Thẩm Siêu ném ra một cái không gian thần khí. Lăng Hàn tiếp nhận, thần thức quét qua, không khỏi cười gần. Khá lắm, hai khối tinh thạch, đây chính là tài nguyên tu luyện hắn nên được, ngay cả kẻ ngu đến đâu cũng biết không thể, tất nhiên là bị Thẩm Siêu cắt xén. Hắn gảy gảy ngón tay nói, "Trước, ta thật khâm phục các ngươi, vì bảo vệ tiên vực một đời lại một đời mà chảy máu, hy sinh. Nhưng hiện tại ta phát hiện, mình khâm phục sai người." lăng hàn quét mắt nhìn đám thổ dân đáng giá khâm phục là tiền bối của các ngươi mà không phải những đồ bỏ đi như các ngươi bây giờ các ngươi cùng người bên ngoài khác nhau ở chỗ nào chỉ biết xa lánh dị kỳ hoàn toàn không để ý đại cục các ngươi như vậy còn muốn dựa vào các ngươi bảo vệ biên quan thực sự là chuyện cười lời nói này ra miệng nhất thời để những thổ dân kia tập thể trở mặt không chỉ tiểu đội này người của đội ngũ khác cũng đi tới dồn dập nhìn chằm chằm lăng hàn lộ ra vẻ hung ác thời điểm tổ tiên của chúng ta vì tiên vực chảy máu hy sinh, ngươi còn không biết ở đâu bú sữa mẹ. Ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta, ngươi vì tiên vực lại đã làm gì? Ngày hôm nay ngươi có thể đứng ở chỗ này, đều là tiền bối chúng ta dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Những thổ dân mồm năm miệng mười, lớn tiếng trách mắng Lăng Hàn. Lăng Hàn cười gần nói, các ngươi nói không sai, tiền bối của các ngươi xác thực đáng giá tôn trọng, nhưng cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi luôn miệng nói là tiền bối của các ngươi, cùng các ngươi lại có quan hệ cọng lông. Mọi người không khỏi cứng lại, trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không ra lời phản bác, lâu dài tới nay bọn họ vẫn cửu thị người bên ngoài, cho rằng bọn họ ngồi hưởng an bình, nhưng trên thực tế, hiện tại bọn họ cũng xác thực không có làm chuyện gì đứng đắn, chỉ là đang không ngừng xa lánh những người khác. Vậy thì như thế nào? Thẩm siêu đơn giản chơi xấu, tổ tiên của chúng ta hy sinh lớn như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên hưởng thụ đái ngộ càng tốt hơn? đây chính là ngươi mượn cớ cắt xén tài nguyên tu luyện của chúng ta lăng hàn cười ha ha cũng thật là không biết xấu hổ đến trình độ cực cao ngươi là muốn chết phải không thẩm siêu lạnh lùng nhìn lăng hàn đằng đằng sát khí ha ha lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sao lăng hàn cười nói thẩm siêu nhất thời soạn một hồi sắc mặt đỏ bừng lên thua lăng hàn có thể nói là nhục nhã của hắn ngụ bí đế giả a à, lại thua với một nhất bí nho nhỏ cho dù đối phương là đế tinh cũng không cách nào để hắn dễ chịu hiện tại hắn đã thành trò cười ngay cả một ít người bình thường hắn rất xem thường hiện tại cũng dám dùng ánh mắt xem thường đảo qua hắn mà hắn chỉ có thể cúi đầu rời đi tất cả những thứ này đều là nhờ lăng hàn ban tặng ngươi là muốn tìm chết sao thẩm siêu hai mắt phun lửa siêu ca đây chính là binh doanh có người khuyên nói ra tay ở đây mặc kệ ai đúng ai sai giống nhau xử lý rất nặng thẩm siêu nắm xong quyền thật chặt dùng sức lớn đến móng tay bấm vào trong thịt, có máu tươi chảy ra. Hắn mạnh mẽ nhịn xuống kích động muốn giết người nói, Hàn Lâm, không nên để cho ta ở bên ngoài gặp phải ngươi. Uy hiếp trong câu nói này đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, chỉ cần Lăng Hàn dám rời thông thiên quan, hắn liền dám hạ sát thủ. Lăng Hàn cười ha ha, ngoắc ngoắc ngón tay về phía thẩm siêu. Đến A, ra tay A, không ra tay người chính là cháu của ta. Muốn chết, nguyên bản thẩm siêu đã mạnh mẽ đè xuống lửa giận, nào qua được Lăng Hàn kích thích như vậy, nhất thời hai tay vung lên, đánh về phía Lăng Hàn. Oanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, thẩm siêu đã bị nặng nề đánh bay ra ngoài. Kháo, đây là mở cái ảo thuật gì? Thẩm siêu là ngũ bí đế giả, thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua Lăng Hàn, thậm chí có thể nghiền ép, đây là tất cả mọi người đều công nhận. Trước không địch lại Lăng Hàn, là bởi vì hoàn cảnh có hạn, trong khu vực trung lập không được lực lượng quy tắc bổ sung, Lăng Hàn lại cực kỳ quái thai, quy tắc khóa lại trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, lúc này mới dẫn đến thẩm siêu thảm bại. Nhưng nơi này là binh doanh, địa bàn của tiên vực, làm sao thẩm siêu sẽ bị Lăng Hàn một đòn đánh bay. Lang Hàn thu tay về, lạnh nhạt nói, ngươi vẫn như cũng không phải đối thủ của ta, làm sao, còn muốn trở lại thử một lần. Trường 2459, vẫn là không địch lại. Hắn âm thầm bình phục khí thức sôi trào trong lồng ngực, có thể một đòn oanh lùi thẩm siêu, là bởi vì hắn vận dụng long khí của hóa long quyết. Tu hóa long quyết, có thể để cho võ giả đạt đến độ cao của tiên long, nhưng Lăng Hàn coi trọng nhất là hóa long quyết mang vào chỗ tốt, có thể thu ra long khí, tích trữ lực lượng, đạt đến cấp bậc tiên vương, thậm chí có thể tu ra một tiên long. Cái này có thể để cho hắn trong nháy mắt bạo phát gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần lực lượng của bản thân, lúc này mới một đòn đánh bay thẩm siêu. Nhưng khuyết điểm là không thể kéo dài, thuộc về kỹ năng tiêu hao, lấy tình huống bây giờ của Lăng Hàn đến xem, nhiều nhất chỉ đánh ra 4 tới 5 kích, mà thẩm siêu thật không hổ là ngũ bí đế giả đòn đánh này vẻn vẹn chỉ đánh đuổi hắn không có tạo thành trọng thương với hắn thậm chí chỉ để khóe miệng của hắn hơi chảy chút huyết dù sao tranh lệch cảnh giới đặt ở đó có thể ở chính diện đẩy lùi thẩm siêu đã là thành tích nghịch thiên rồi nhưng thẩm siêu lại không biết hắn chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lăng hàn vừa khiếp sợ lại không cam lòng ở khu vực trung lập đánh không lại lăng hàn hắn nhận cái này dù sao không phải sức chiến đấu của hắn không bằng nhưng hiện tại vẫn không địch lại điều này làm cho lòng tự tin của hắn chịu đến khiêu chiến trước nay chưa từng có. Hắn dao động, nếu như tái chiến vẫn không địch lại Lăng Hàn thì sao? Trước chỉ bị một đội người nhìn thấy, hiện tại là một binh doanh, độ sỉ nhục tự nhiên không cùng một đẳng cấp. Ta không tin, hắn từng chữ từng chữ nói, tự tin lần nữa bốc cháy lên. Lăng Hàn chỉ cười ha ha, chắp hai tay sau lưng, đế giả đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho dù thẩm siêu đã bị hắn đánh bại một lần, vừa rồi lại ăn một chút thiệt nhỏ. Đến, hắn ngoắc ngoắc ngón tay thẩm siêu ngưng thần xèo hắn đột nhiên chạy ra tay phải hóa quyền oanh như chiến long ngao trời bùng nổ ra uy thế đáng sợ lăng hàn bất động không sợ hãi chờ đòn đánh này oanh đến hắn đột nhiên ra quyền thể lực của hắn đã sớm bão tố đến cấp bậc thang nguyên cảnh tuy lực lượng thuần túy không thể tăng lên quá nhiều sức chiến đấu nhưng thể lực càng mạnh tốc độ xuất kích của lăng hàn liền càng nhanh bởi vậy mặc dù hắn đi sau nhưng cú đấm này lại tới trước nhanh vô cùng Oanh, cú đấm này chủ động đón nhận nắm đấm của Thẩm Siêu, hai nắm đấm va chạm, nhất thời bắn ra ánh sáng kinh người, sau đó liền thấy thân thể đi tới của Thẩm Siêu im bặt, lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn bay ra ngoài. Oa, Thẩm Siêu rơi xuống đất, cơ thể hơi run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nội phủ của hắn bị rung động, nhưng ngũ tạng đã tu thành bí cảnh, rung động nho nhỏ tự nhiên không thể thương tổn được hắn, chỉ là lục phủ vẫn không có được rèn luyện, mới ở dưới rung động hơi bị thương cho hắn mà nói chút đả kích ấy kỳ thực ngay cả thương tổn cũng không tính nhưng những người khác không cho là như vậy không ai không kinh ngạc mỗi một người không thể tin được con mắt của mình thẩm siêu vẫn không địch lại lăng hàn muốn điên rồi thật muốn điên rồi ngũ bí đế giả đánh không lại nhất bí sắc mặt lăng hàn bình tĩnh lần thứ hai ngoắc ngoắc ngón tay nói sao tài nguyên tu luyện ta nên được ra đây còn có của bốn người bọn họ nữa hắn chỉ chỉ bốn người đến từ thánh nguyên học viện thẩm siêu không cam lòng hắn làm sao vẫn không địch lại lăng hàn hắn rõ ràng không có cảm giác được lăng hàn vận dụng bảo cụ đây hoàn toàn là lực lượng thuộc về lăng hàn nhưng đế tinh thật sự mạnh như vậy sao thẩm siêu do dự quyết định thử nghiệm một lần cuối cùng hắn cho rằng lăng hàn vận dụng bí thuật nào đó mới có thể làm cho sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt nhưng nhất định có hạn chế số lần sử dụng thét hắn giống to thân như một con mãnh thú thuở hồng hoang đâm về phía lăng hàn lăng hàn hừ một tiếng triển khai nổ quyền bạo phát ra một đòn càng mạnh hơn oanh thẩm siêu bị đánh bay lần thứ ba nặng nề đụng vào một trụ đá sau đó oanh 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 một hơi đụng gãy bảy cây lúc này mới ngừng lại khóe miệng của hắn chảy ra máu tươi lần này cuối cùng tổn thương có chút nặng cái này vẫn là da thịt tổn thương không ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn chút nào nhưng thẩm siêu đã không còn mặt mũi nào lại ra tay liên tiếp ba lần còn chưa đủ sao hơn nữa hiện tại Lăng Hàn giật động ra khí tức không có suy nhược một chút nào, nói rõ hắn còn có thể bạo phát thật nhiều công kích cường đại như thế, hắn thực không muốn lại tự rước lấy nhục. Hắn hừ một tiếng, ném ra năm cái không gian thần khí, sau đó quay đầu liền đi, thực sự không còn mặt mũi lại ở nơi này. Toàn trường cực kỳ yên tĩnh, Thẩm Siêu chính là ngũ bí đế giả, ở nơi đóng quân này gần như chính là cao thủ đệ nhất, ngay cả hắn cũng thua ở trong tay Lăng Hàn, vậy còn có ai là đối thủ của người ngoại lai này? Lăng Hàn nha không, Hàn Lâm mạnh thật, hổ nữ vỗ tay, nàng chạy tới, hai tay quấn lấy cái cổ của Lăng Hàn, như là một con tinh tinh lớn treo trên người. Lăng Hàn cười cợt, tay phải khẽ vồ, năm cái không gian thần khí trên đất đều lọt vào trong tay hắn, sau đó bốn cái trong đó bị hắn phân biệt ném cho đám người mai hoa. Thấy cảnh này, học sinh của Thánh Nguyên học viện đều lộ ra vẻ phấn chấn. Ở bên ngoài, bọn họ người nào không phải thiên tri kiêu tử, nhưng đi tới nơi này lại bị thổ dân khinh bỉ, bất quá bọn họ xác thực về mặt cảnh giới kém có chút nhiều, căn bản đánh không lại, chỉ có thể cúi đầu làm người. Hiện tại, Lăng Hàn Cường thế ra tay, vì bọn họ lấy mặt mũi trở về, tự nhiên cũng thắng được bọn họ tôn trọng. Hàn Lâm, Hàn Lâm, Hàn Lâm, cũng không biết là ai hô trước tiên, rất nhanh đã biến thành sóng thần. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, kỳ thực trong thập thất doanh còn có một người hắn kết nghĩa, chính là Trình Tử Tâm, chỉ là hiện tại hắn đổi dáng dấp và khí thức, đối phương căn bản không có nhận ra. hồ nữ, các nàng nữ hoàng cũng hơi thay đổi dung mạo và khí tức. Đi thôi, hắn cùng đám người nữ hoàng lên đường xuất phát, tiến quân về phía khu vực trung lập. Chờ bọn họ ra binh doanh, chỉ thấy nhiếp hòa sơn chắp hai tay sau lưng, ở phía xa nhìn bóng lưng của bọn họ. Vạn cổ đại nhân rất coi trọng mấy người này, nhưng không có trực tiếp thu đến dưới chướng tiến hành bồi dưỡng, mà để bọn họ ở đây đánh bóng, còn dặn ta không nên nhúng tay, nhìn như không có tình người, nhưng chứng minh đại nhân ngài cực kỳ coi trọng.